không cần nấu cơm. Mới có 12 giờ thôi. 12 giờ kém 20. Sơ hết rồi các chị đi. Nhiều món. Có. Các chị ơi, vào lại giúp em nhá. Nó mới bị đứt mạng xong. Có lên nóng kiểu giấy tay không? Có. Tí nữa em có lên nóng kiểu giấy tay cho các chị nhá. Cái gì cũng có ấy. Rồi. Em vào lại chị Lê này. Chị nào vào rồi thì mình chấm bài cho em cái nhá. Rồi em vừa thấy chị Tu Thủy này. Có thấy chị Kem Dâu. Ui, chị Phạm Tâm lại vào luôn. Chị Phạm Tâm lên fan cứng rồi á. Chị Nguyễn Mai Tiên fan cứng cộng mùa luôn, dã man. Các chị ơi, chị nào bao giờ thì các chị chấm bài luôn giúp em nhá. Để bắt đầu lên áo em mà có bán luôn, để bắt đầu lên lên mã luôn đó. Các chị hôm nay nhiều mã, gọi là vừa bán vừa tặng vừa chân cho chị đi. Hôm nay nhiều mã cực ấy. Nhiều mã lắm nhá. Cái bộ này em bị dư ra 3 bộ này. Hôm nay em đóng hết cho khách còn dư ra 3 bộ đi. Em bán tặng luôn cái mã bộ này cho các chị luôn. Cái bộ này các chị từ 40 cân đến độ tầm 60 cân đổ về cho em nhá. Bộ này em vừa bán vừa tặng các chị bộ này luôn cho em này. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là mã số là tặng K1 cho em nhá. Nhớ ạ. Chia sẻ livestream mới đầu chốt nha các chị ơi. Thôi em bán tặng cái mã này cho các chị bộ này đi. 30.000 đi. Mã số cho em là tặng A1 cho em nhá. Cái này em còn đúng 3 bộ. Cái này là bộ giấy cho em nhá và chữ của nó là chữ thêu cho em nha các chị ơi. Rất là nhanh, các chị phải lên mã nhanh cho em. Nhớ cái giá này là chị áp dụng chị nào chia sẻ nhé mọi người. Còn chị nào không chia sẻ livestream không có đơn đâu. Em sẽ rất là nhanh tầm 1 tiếng thôi. Có inbox. Lên baby là gì? Baby doll à? Trời ơi. Ngất ngây chưa? 39.000 một bộ rồi. À 30.000. Mình mua nhiều lắm rồi ấy. À để chị Phạm Tâm. Nhiều khi là cứ nhìn comment là nhiều khi không biết ấy. Không biết là lúc đấy các chị có mua hay không. Áo em mà có bán luôn nhá. Tí nữa có lên 30.000 đi ạ. Hoan hỉ đi các chị ơi. Sale hết gọi là cái hàng hè thì còn một ít đi, em sale hết rồi các chị đi. 30.000 cho em bộ đát như thế này nhá. 40 cân đến 60 cân và cái này là dòng bộ giấy cho em này. Cái này là bộ giấy cho em, các chị nhìn kỹ cho em nhá. Nhìn kỹ luôn cho em các chị ơi, tang mác từ túi hộp các thứ cho em này. Tang mác đầy đủ xịn sò luôn cho em nhá. 30.000 một bộ. Cái bộ này em không còn nữa nên là em mới dám bán tặng các chị 30.000. Nếu mà còn ấy, nếu cái này mà còn thì chắc chắn không bao giờ bán 30.000 đâu các chị ơi. Dã man cái bộ này chưa? Nếu mà chị nào mua cái bộ này là các chị đã biết rồi. Cái này từ 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Nhớ cái này chị áp dụng chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ thì sẽ không có đơn nhá. Các chị xác định là sẽ không có đơn mã này đi. A1 và kèm số cho em nhá. 30.000. Em còn đúng ít thôi. Cái này có xương xương 5-10 bộ thôi. Chị nào nhanh tay thì phải có hàng nhá. 30.000 cho em bộ này này. Chị nào lấy A1 thì mình lên mã cho A1 cho em nhá. Cái này em cũng còn ít. Áo này còn ít lắm. Áo này còn có 2 cái thôi. Áo này em còn đúng 2 cái nhá. 40 cân đến 60 cân đổ về cho em. Không, không đọc tên ai. Em sẽ không đọc tên ai đâu nhá mọi người. Nên là các chị cứ lên mã cho là có đơn. A2 giúp em lại đi. Đó là các chị ơi. Tặng A2 cho em nhá. 20.000. 20.000 A2 nhá. Sale hết hàng hè rồi các chị. Còn cái gì mà em cảm thấy em bán tặng được, em bán tặng hết đi. Để bắt đầu lên hàng lên cho các chị luôn. A2 cho là sơ mi kiểu 20.000 nhá. Cái này em có ít thôi. Chị nào nhanh tay thì có hàng, mà chậm tay là không có hàng đâu. Vừa sang, vừa xịn, vừa mịn, lại còn vừa đẹp nữa chứ. Cái này có ít nha các chị ơi. Đây, đẹp chưa? Em có đúng 2 cái này, 20.000 nốt đi ạ. 20.000 nốt cho em nhá. Trời ơi, thật sự là đẹp luôn. Còn 2 cái đúng không? Trinh à, bán tặng các chị đi nhá, còn chục cái vừa bán vừa tặng ơi, mỗi chị một cái. Cái sơ mi kiểu này thật sự là xinh các chị ạ, thật sự là rất là xinh nha em nhá. Mã số trên là tặng A2, gọi là hôm nay gọi là vừa bán vừa tặng vừa chiên nhá chị yêu của em đi. À áo A4 không còn, còn không em, áo đấy em vẫn đang còn, tin em sẽ đây được các chị nhá. Hình như không còn nhiều đâu. À cái áo cổn ơi này mình còn không nhờ, có béo em. A2 và kèm số cho em, nhớ phải có chữ tặng cho em nhá. Tặng A2 20.000, có 2 cái. Trời ơi cái áo này xót xa lắm các chị ạ. Hôm trước
Hôm trước chị nào mà mua kéo đây đây. Ui dồi ôi em ơi. Lại cứ bảo em ơi chị lấy mà, chị chắc chắn là chị lấy mà, yên tâm đi. Đây các chị cuối cùng vẫn xả ra đây các chị ơi. Áo này em tặng hết cho các chị luôn. Được chưa? Nói chung là hôm nay lên mã nhanh, chị nào comment trước mình có đơn hàng, và chị nào chia sẻ livestream thì mình có. Còn nếu mà mình không chia sẻ livestream thì xác định không có hàng nhé mọi người. Lưu ý giúp em nhá, những cái mã này em chỉ áp dụng chị nào chia sẻ thôi. Còn những chị nào không chia sẻ em không có đơn đâu ạ. Cái áo cổ bèo này mình có không nhỉ? Cái cổ bèo này hôm qua nhà mình ơi. Cái màu kem với màu hồng á. Còn nhiều không? Không biết em không biết đâu. Cái cổ bèo màu hồng, màu đen, màu kem hôm qua 99 nghìn đấy. Cái cổ bèo này. Áo len đấy. Áo len cổ bèo đấy. Còn mấy không? Cho chị mẫu này. Bộ nam à? Hay là em đã tính là tí nữa đi săn bộ nam cho các chị đấy. Để xem có bộ nam tầm vừa tiền không nhá. Chất ok thì em sẽ săn cho các chị bộ nam. Tặng A3 cho em đi. A3 em bán tặng các chị này luôn. A3 em bán vừa tặng vừa kỷ niệm các chị áo này. Nghe giá đừng giật mình nhá. Thôi lỗ luôn này. 59.000 đi. 59.000 con áo này cho em. Mã số cho em là tặng A3. 59.000 áo em mà có bán cứ từ từ. Sẽ lên áo này kiểu nó là lạ ấy. Kiểu cái phong cách mà style. Phong cách mà kiểu như cái kiểu gì nhỉ, style phong cách, quên mất cái phong cách này rồi. Nhưng mà cái áo này cũng rất là hay ấy. Kiểu hay ho dã man. Đấy kiểu phong cách mà fashion style. Nói chung là chị nào mà thích cái kiểu mà nó dây rua dây nhựa như này thì các chị chốt con này cho em. 59.000 nhá. Hàng năm bán hôm trước là 180 đấy. Coi như là giá lấy lộp đi. Đầu like cho nó suôn sẻ nhá các chị. Đầu like cho nó suôn sẻ cái mã này nhá. Mà rộng quá. Không biết là chị kiểm tra em có đúng sai không chị nhá. Nếu mà không, nếu mà sai sai thì bên em đổi cho các chị. Chị Suni nhá. Chị kiểm tra cho em là xem có đúng sai không. Áo này các chị từ 40 cân đến 60 cân. Rất là đẹp. Áo da để em xem có hàng không. Áo da em thấy rất là cao các chị ơi. Chắc là về nếu mà bán ra cho các chị thành phẩm nhầm là rất là cao. Bán thì sao phải dừng từ 200 đến 300 nghìn. Không biết là những cái mã đấy các chị có áo da các chị có ôm không để em chốt. 43 cân mã này mặc hơi rộng cho em. A3 cho em nhá. Cho chị cả kéo bờ ra đây xả hết cho các chị đi. Áo bờ ra ren ren chỗ camera. A3 và kèm số điện thoại cho em. Riêng mã này em bán các chị 59 nghìn nhá. Nhập vào 170 nghìn. Hôm trước xả là 130 là 140 ấy. Mấy chị chốt rồi lại xả ra thôi. Em bán tặng các chị 59 nghìn đi. Hàng VIP luôn. Hàng này hàng VIP cho em nhá. Đây các chị nhìn tang mát cho em này. Nói chung là hàng đẹp. A3 và kèm số cho em 59.000 nốt đi. Ôi dồi cái áo này còn hai cái cho lên đường nốt nha các chị. Hoan hỉ luôn này. Áo này các chị lên cho em mã này là tặng A4 đi. Hoan hỉ luôn nha các chị. 40.000. 40.000 cho em mã này nhá. 39.000. 39.000 mã tặng A4 cho em. 39.000 áo này thôi. Em có đấy chị có may mắn nhá. Nhưng các chị ơi cố lên mã cho em là có đơn. Tại vì những cái mã này nó có ít. Cái A1 hôm qua chốt được không chị? Chị cũng không biết em ạ. Hên xui nhá. Cái này là hên xui. Hên xui nha. A4 cho em lại này. 39.000 đi. Tắt tay hết các những cái hàng này cho các chị luôn. Nhớ giúp em nhá. Chia sẻ live stream mới có đơn. Mà không chia sẻ xác định không có đơn nha các chị ơi. Lưu ý giúp em nhá. Chia sẻ thì có đơn. Mà không chia sẻ thì các chị xác định cũng không có đơn đâu ạ. Ui rồi. Nào các chị ơi con áo này này. Nào, 39.000 tất tay luôn cho em. Mã số là tặng A5 đi. Tặng A5 cho em 39.000 nhá. Tất tay luôn đi ạ. Con này các chị có size F và size M cho em hàng Mona này. Xinh nhá. 39.000 cho em nhá. Mã số cho em là tặng A5. Em tất tay cho các chị áo này 39.000. Chị nào nhanh tay thì có đơn hàng. Em còn 5 cái nữa. 5 cái chốt cho 5 chị. Được chưa? Chị nào có logo người chia sẻ mới có nhá. Và những chị nào không chia sẻ không có đơn đâu ạ. Xinh lắm ấy. Cái áo này các chị thấy phần bèo của nó chưa? Cái phần bèo của nó và chị nào hôm nay có lượt chia sẻ nhiều nhất em tặng cho 3 chị luôn. 3 chị hôm nay có lượt chia sẻ nhiều nhất là sẽ có quà. Không, bên em không free ship đâu ạ. Hôm nào có thỉnh thoảng có chương trình thì mới có thôi. Bây giờ bảo là bán quá là rẻ như thế rồi. Bảo em free ship làm sao được. Đơn hàng nhà em phí ship là 30.000 đồng giá toàn quốc các chị nhá. Trời ơi, con A5 của các chị đây. Tặng A5 cho em nhá. Phải có chữ tặng nha các chị ơi. 39.000 mã tặng A5. Em còn 4 cái. Tặng A5 vào kèm số cho em này. 39.000 đồng cho em nhá. 39.000 đi các chị. Đó là vừa bán vừa tặng các chị đi. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân nhá. Con này cũng hay. Rồi. Con này em
còn mỗi màu ít. Áo em mặc có bán ạ. Con này em còn mỗi màu ít thôi. Mỗi màu còn tí được keo nhá. Mỗi màu em còn ít nên là em bán luôn cho các chị luôn cho em này. A1, A2, A3, A4, A5. Tặng A6 cho em đi. 29.000 nhá. 29.000 mã tặng A6 cho em đi. Có hồng và có tím đi. A6 và kèm số cho em nhá. 29.000 mỗi màu em còn 5 cái. Chị ơi đợi em một chút xíu nhá. Các bạn đang gọi điện chốt đơn thì bên em các bạn sẽ gọi lại luôn cho chị nhá. Và chị cứ inbox bên em đang có nhân viên trực tin nhắn rồi ạ. A6 và kèm số cho em 29.000. Giá hoặc là giá hời. Cố gắng là chia sẻ livestream để được chốt nha các chị nhá. Có lên váy đợi em một tí là sẽ lên váy cho các chị luôn. 29.000 một chiếc A6 và kèm số cho em. Cái này form cân nặng các chị dưới 55 cân đổ về cho em. Cái này là váy xô cho em nhá. Chất rất rất là đẹp các chị ơi. A6 và kèm số điện thoại cho em. 29.000 đồng một áo, bao form chuẩn, bao form đẹp. Thật sự luôn các chị ơi, lên cái mã này là gọi là bán tặng các chị đi, có áo hoodie luôn này. Rất đẹp cực kỳ nhá, vừa mềm vừa sướng. Cái này các chị dưới 55 cân đổ về cho em. A6 và kèm số điện thoại cho em nhá, 29.000. Chất liệu của nó là vải xô cho em, có áo dạ luôn, cái gì cũng có nha chị ơi. Áo dạ cái gì, đi gì, đi gì, cái gì cũng có. Ôi, 29.000. Nào các chị ơi, lên quăng. Cái khoác này các chị phải lên ngay. Ngay và luôn cho em nhá, dã man. Hàng của nó là cardigan các chị này. Trời ơi, hôm nay cái gì đây? Chị Thơm Nguyễn hôm nay mới nhận được áo này rồi, màu trắng. Rất thích mà không được mua giá này. Ôi em cảm ơn chị Thơm Nguyễn nhá. Hôm trước là bán giá này là giá sập sàn đấy chị ơi. A7 xem con áo khoác này nè. Hôm nay hôm trước nha, đang bán là hơn 100 mấy. Em bán tặng con áo khoác này cho các chị luôn. Em bán tặng các chị con áo khoác này luôn nhá. 79.000 mã A7 cho em. Chị nào lấy A7 các chị chốt ngay cho em nhá. 79.000 này, nhìn cái tay của nó cho em này. Dã man, con áo này còn chưa bán bao giờ, chỉ đóng cho khách sỉ thôi. Bây giờ còn dư ra 4-5 cái, em bán tặng các chị luôn. Tặng A7 cho em nhá, 79.000 thôi. Không nghĩ là các chị mua con áo này 79.000 đâu các chị ơi, nhìn cái chất len em này. Nó mềm, nó sướng. Ừ, cái đấy là hình như A2 cho em. A2 cho. A3 là cái áo đấy. A7 và kèm số cho em nhá. Bắt thêm cái kia rồi. Nhanh nhờ. Nhanh nữa chứ liền. A7 cho em nhá, 79.000. Cái này còn chưa bán đâu. Còn chưa bán bao giờ luôn ấy các chị ạ. Dã man, A7 đi. Hết rồi các chị, 79.000. Trời ơi. Đây con áo giấy này. Con áo giấy này tặng mỗi chị một cái luôn đi. Con mã nào đi cùng và lông côn. Lông côn một chế mà em bán đi. Lên nốt con áo giấy này cho các chị luôn. Dã man. A8 các chị ơi, áo giấy. Em bán tặng các chị luôn ạ. 29.000 nhá. Đơn vừa chốt là đã đi vào hệ thống là gom đơn rồi. Là đà nhà trên hệ thống là gom đơn, các chị làm đơn mới giúp em. Mã số trên là A8 nhá. 29.000 đồng. Áo em mặc bây giờ lên luôn không? Cho chị cái giá áo chị mặc vất. A8 hộ em, áo giấy 29.000. Em mua em được không? 15. Chắc này em cùng các chị ơi. Khoảng đúng 5-6 cái. A8 và kèm số điện thoại cho em 29.000 nhá. Chất siêu đẹp. Thực sự cái chất này bao giá đẹp cho các chị luôn. Đổi trạng mã số cho em là A8 áo giấy này. Mặc nhẹ như không, mặc cứ như là không mặc ấy các chị ơi. 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Rồi A8 và kèm số cho em. Nên áo em mặc luôn đi các chị ơi. Cái này là hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Áo này là hàng Quảng Châu cao cấp cho em. Cái này các chị lên cho mã là A9 đi. Áo em mặc từ 40 cân đến 60 cân. Nói chung cái kiểu phong cách là kiểu Beric. Cái kiểu mà mặc lên nó sang, nó xịn và kiểu nó cá tính cute ấy. Cái mã này là như thế nhá. Rất là đẹp các chị. Thế chị làm đơn mới cho em á. Trời, ngày nào cũng xem like, cũng muốn mua đồ nhà chị vừa rẻ vừa đẹp. Làm sao để cai nghiện ở đây? Thôi đã nghiện thì không có thuốc chữa đâu chị. Mình cứ mua của em là được nhá. 125.000 một áo. Em sẽ có màu, màu này là màu cam, màu này là màu đen và màu em mang mặc là màu vàng. Mã số cho em là A9 nhá. 40 cân đến 60 cân, 125.000 thôi. Tay của nó là cái này là da cá mà nó phối sơ mi cho em này. Cái này mặc lên nó cảm giác là rất là trẻ luôn đấy. Thực sự là quá là trẻ luôn các chị ạ. Em có màu cam nhá, màu cam, màu đen và màu em đang mặc là màu vàng. Cái này các chị từ 40 cân và mình dưới 60 cân đổ về cho em. Nói chung hôm này mặc lên dễ lắm. Cái chất của nó các chị này, chất rất là đẹp luôn mà chỉ có giá là 125.000 cái áo này thôi.
Tay của nó là cồn nơ cho em nhá. Cồn nơ rất là xinh, cute, form dáng thoải mái, 40 cân đến độ tầm 62 cân đổ về cho em. À quần chip đấy em vẫn đang còn chị ạ. Chị nào lấy A9 thì mình lên mã sẽ là A9 cho em nhá. Rồi chị Thanh Mai một cái A9 này. Chị nào lấy A9 thì mình cứ chốt là A9 và kèm số cho em. Rồi chị Thanh Mai có cái màu cam rồi. Chị Gầy Bông một cái màu vàng màu đen. Các chị nên lấy cho em cái mã này thực sự. Mình có sơ vin cũng đẹp các chị ạ. Cái kiểu này mình có sơ vin cũng rất là đẹp luôn cho em nhá. Ở chung ấy cái phong cách này là nó lạ lạ một tí ấy. Nó bắt mắt một tí luôn. À thế là chị Mia Trương, chị đợi em giúp em một tí nhá. Chị nào lấy A9 màu nào mình cứ chốt cho em màu đấy này. A9 cho em sẽ là có màu vàng này, A9 màu cam, A9 màu đen. Chị nào lấy màu nào mình cứ chốt màu đấy cho là có đơn. Nói chung cái phong cách này là nó thiên về cái dáng rộng này, dáng thoải mái. Thật sự luôn cái chất vải này thì không thể chê vào các chị. Tất cả đều là hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhá. Cho chị cái mẫu tà bán nhá. Chị nào lấy A9 thì mình cứ chốt là A9 cho em là có đơn. Bán tặng các chị là 125.000 một áo luôn. Màu nào cũng xinh, mà màu nào cũng đẹp, các chị cứ nhìn chất cho em này. Để em qua mẫu nhá. Rồi cho chị cáo cổ béo kia đi. Đấy cứ lên mã cho là A9 đây là có đơn nhá. 129.000. Áo này cũng không còn nhiều nhỉ. À 125. Áo này em cũng không còn nhiều các chị ơi. Cái này là mình phải chốt nhanh nhá. Áo này các chị phải lên mã nhanh thì có đơn hàng đấy ạ. Thật sự cái màu xã man hôm qua là cái màu hồng đậm và bây giờ là cái hồng nhạt. Em bán tặng áo này cho các chị 99.000 bằng giá xỉ ở ngoài chợ luôn. A10 và kèm số cho em nhá. Ok, có khi còn rẻ hơn cả giá xỉ đấy. Xỉ cái này 101 hay sao á. Có nhà xỉ 101, có nhà xỉ 102. Nói chung là tùy từng nhà, tùy từng chỗ người ta thuê quầy. Nếu mà ở mặt đường thì người ta bán đắt hơn, còn ở trong ngõ hay là ở trong cái khu nào mà bán thanh lý thì người ta sẽ bán rẻ hơn một chút xíu. Mã này các chị lên cho mã này là A10 cho em nhá. Áo len cổ bèo 99.000, em có lên áo bra. Xinh lắm các chị ơi. 99.000 một chiếc cho em này. Cái này các chị mặc đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được mà chất của nó rất rất là đẹp nhá. Cổ bèo cho em cánh sen này. Màu tây dã man luôn. Chị nào lấy A10 thì các chị cứ lên mã này cho em là A10 cho em ạ. Phí ship bên em đồng giá 30.000 dành cho khách mua lẻ nhá các chị. Toàn quốc 30.000 ạ. Nên là các chị cứ chốt cho em thoải mái, mua hai cái và bên em ship từ hai cái nhá. Tại vì một cái thì nó rất là khó đi đơn. Nên là các chị cứ bảo lấy từ hai cái để bên em đi đơn nhá. Mới mua đơn 500 giờ lại muốn mua tiếp à thế. Cứ lên mã cho em là A10 giúp em là có đơn nhá. 99.000 một chiếc thôi ạ. Form dáng và chất đẹp lắm các chị ơi. Mặc cái thời tiết như thế này là đẹp quá là đẹp luôn á. Tuyệt cú mèo luôn. Chất mềm cho em nhá. Xỉ cầm 1 triệu nhà chân line 30 cái là đổi tính nhá xỉ ạ. Các chị nhìn cái form áo cho em rất là vừa. Cái này từ 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Em sẽ có màu đen này. Có màu đen, màu em đang mặc là màu hồng, màu kem. Chị nào lấy A10 màu nào các chị cứ lên mã cho em nhá. 40 cân đến 60 cân. Áo này hôm qua bên em bán được rất rất nhiều áo này. Tại vì thứ nhất là nó thiết kế này. Cái này các chị đi làm cũng được, đi chơi cũng được, mà mình đi đâu cũng được. Form này chất len cực kỳ là mềm nhá, không phải là len sợi các chị ơi. Đằng sau là cổ bèo cho em, những cái thiết kế này. Đặc biệt là cái chất vải nó quá là đẹp. Đấy, chị nào lấy A10 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Em có lấy chị An Mai nhá, mà cái này mình sơ vin cũng được không? Các chị sơ vin đi làm, sơ vin với quần sóc hay sơ vin với chân vải đều ok mà rất là đẹp luôn. Đấy ra em đang mặc A10 đây nhá chị ơi. A10 em sẽ có màu hồng này. A10 em có màu kem, A10 em có màu đen. Chị nào lấy A10 màu nào ấy chị cứ chốt màu đấy cho em là có đơn nhá. Để em qua mã luôn tại vì mẫu này hết hàng rồi. Chị nào mà chậm tay là không có hàng rồi. Áo da thì cố gắng lắm thì tối nay có nhưng mà khá là đắt đấy các chị. Tại vì áo da bây giờ là hàng toàn hàng đắt thôi. Nếu mà hàng chọn thì toàn là hàng đắt các chị nhá. A10 cho em 99.000 thôi ạ. 99.000 một áo cho em nhá. Vừa rẻ vừa đẹp, em cảm ơn chị yêu. Cứ lên mã cho là A10 giúp em nhá. Lên áo bra này. À thôi lên cái quần này đi. Quần này em còn 20-30 cái nữa. Mua nhà em 3 lần không gọi điện chốt đơn. Chị là không nghe máy chị ạ. Nhân viên có báo lại gọi điện cho chị rất nhiều lần. Chị không nghe máy. Xỉ Zalo lúc nãy. Mình xỉ Zalo lúc nãy nhé là xỉ Zalo nào ạ. Trời ơi quần. Quần này em còn 20 cái. Lúc nãy em sót kho rồi. Kiểm kho rồi còn đúng 20 cái. Bán tặng cho chị cái quần Umi này cho em nhá. Em bán tặng lấy hai cái cặp khác giống nhau. A10 một cho em cái quần này. Từ 40 cân và các chị ở dưới độ tầm 65 cân đổ về cho em. Vừa bán và tặng các chị luôn nhá. 99.000 hai quần. Chất liệu của nó là chất Umi. Đây em ơi cho chị cái cặp khác đi. Cái này hai cái cặp nó giống nhau. Thì nhìn hai cái cặp nó giống nhau. A10 một cho em nhá. Có lẽ là tối nay, có lẽ là tối nay em sẽ có áo da cho các chị nhưng mà điểm vài mẫu thôi. Chị nào lấy A11 thì các chị cứ lên mã cho là A11 cho em. 99.000 hai cái quần.
chất liệu của nó là chất u mì hàn. Quần này là quần lỡ nhá, không phải quần dài đâu ạ. Quần dài thì đã không có giá này nha các chị yêu ơi. Cái này em sẽ có 2-3 cặp đấy. Chị nào thích thì mình cứ lên mã cho em, có từ 40 cân đến 65 cân. Em có từ size M đến size XL. Tại vì cái form này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Em còn đúng 20 cái ạ. Quần này là quần lỡ, không phải quần ngố. Quần nghi tới qua mình mua không biết. Đây chị ơi, quần này đến tầm đây cho em nhá, 99.000 hai cái quần. Cứ lên mã cho là A14 cho em. Nói chung là nó rất là nhiều cặp khác nhau. Đấy các chị, từ 40 cân đến độ tầm 65 cân cho em là có size đầy đủ cho em mã này nhá. Quần đùi mằng ngủ em không có ạ. Chị nào lấy A11 mình lên mã cho em là có đơn. À chưa gọi thì em cũng không biết được ạ. Thôi chị cứ đặt đi. Nếu mà chưa gọi mã này thì tối bên em gọi luôn. Em không biết nhân viên đang gọi điện chốt đơn cho các chị ở ngoài rồi. Không biết là có gọi đến chị. Em còn đúng 20 quần. Chắc được 10 chị có thôi. Nên là các chị phải lên mã nhanh cho em nhá. Rồi ok chị ạ. Thực sự cái giá này là không bao giờ gọi là có thể rẻ hơn đâu các chị ơi. Chất liệu của nó thứ nhất là chất u mì, mặc được quanh năm 4 mùa, xuân hạ thu đông, mùa nào cũng mặc được. Chỉ tội là mùa đông nó là quần lỡ ấy các chị. Áo len phối sọc đấy là mã A9 nên là nó hơi lạnh, nhưng mà cái thời tiết se se là các chị mặc những cái quần này rất là đẹp. Đi làm đi chơi các thứ đều ok. 43 cân có mặc xanh mờ cho em. Tại vì cái quần này là dáng baggy nên các chị yên tâm là chân to, chân bé, đùi to, đùi bé đều ok thoải mái. Em chỉ còn độ tầm khoảng độ là 20 quần thôi. Chị nào lên mã nhanh thì có đơn cho em quần này nhá. A11, 99.200 cái và chất u mì. Sờ mát lạnh luôn, không phải là chất da cá đâu. Sờ cực kỳ là mát luôn cho em nhá. Cứ lên mã cho là A11 cho em là có đơn nhá. Đây đây cho các chị một mã quần gió đấy. Quần này nói chung là ôi cái quần gió ấy chị ơi, A12 giúp em nhá, quần gió A12. Chị ơi em cũng không biết nữa cơ. Chị Nhiên An comment là mã cho em đi ạ. Comment là A11 cho em nhá. Quần này thì các chị comment cho em mã này là A12. A12 và kèm số điện thoại cho em quần này ạ. Quần gió đuổi cho em nhá. Bán tặng các chị là 69.000 một cái. Size S là mình dưới 50 cân cho em. Size S dưới 50, M dưới 53, 54, L dưới 55, 56 và XL dưới 60 cân cho em nhá. Cardigan áo dài có luôn nhá chị. Áo lúc áo nãy chị mặc áo em mặc là A9 nhá. Mã này các chị lên cho em mã này là A12. Gió đuổi cho em ạ. Vừa mát, vừa mềm, vừa thông thoáng, đầy đủ size từ S đến XL, từ 40 cân đến 60 cân. Chị nào lấy quần này thì mình chốt cho em mã này là A12 cho em nhá. Chất rất là đẹp. Áo em đang mặc đi, áo em đang mặc thì lại không còn màu. Cái này em chưa về màu để bù được các chị cơ. Tí nữa em sẽ lên cho các chị một mã bra em bán tặng các chị luôn. Đấy, chị nào lấy A12 thì các chị đừng comment là quần gió các chị ơi. Comment như thế là không có đơn đâu ạ. Comment là A12 và kèm số cho em. A12 các chị nhá. SMLXL, form từ 40 cân đến 60 cân cho em ạ. Lấy xỉ cầm 1 triệu nhá chị. Chị nào lấy A12 thì các chị cứ lên mã cho em là có đơn. Trời ơi, chất không thể chê vào đâu các chị ơi. A9125. Em không biết là bạn này có trừ phần cho chị không. Chị Hoa Mơ 182 cái rồi, ok chị luôn. Mua một chiếc được không? Lần trước mua 69.000 một chiếc mất rồi. Cái này á chị, cái này em đã bán đâu hay là cái mã trước? Bên em có chốt có tin nhắn nhưng nhà em sợ nhiều mẫu bị hết đấy các chị ơi. Rồi chị An chỉ mang đi này. A12 cho em nhé mọi người. 69.000 một chiếc quần nữa ạ. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp, bao tuyệt vời các chị ơi. Quần này nhà em gọi là bán gọi là không biết bao nhiêu quần luôn. Cái quần này form đẹp, mặc cái thời tiết như thế này là ok các chị ạ. Rất rất là đẹp luôn cho em nhé. 69.000 một quần. Cái này ở ngoài chợ đang bán buôn là 75.000. Đang bán buôn ở ngoài chợ là 75.000 đến 80.000. Em bán tặng các chị 69.000 được chưa ạ. Chị nào lấy A12 thì các chị lên cho em mã này là A12 cho em nhé. Chị ơi móc một tin nhắn cho em với. Cái này có mấy màu em? Áo bra này em bán tặng các chị yêu luôn nha. Chất của nó là chất len, nó rất là mềm. Áo này em có 2-3 cái em mặc rồi. Áo này em có 2-3 cái hôm nay em bán tặng các chị luôn. Áo này hôm nay em chiên các chị áo này luôn cho em nhá. Áo này các chị lên cho em mã này là A13. Nhanh tay các chị nha. Nhanh tay thì có hàng, mà chậm tay thì hết hàng đấy. Áo này các chị phải nhanh tay, hôm nay em trả sốc cho các chị áo này luôn. Cố gắng áo này các chị chốt cái này cố gắng là chốt đơn được 2 cái cho em nhá. Áo bra 40 cân đến 65 cân cho em có khoác len này, em cái gì cũng có. Chuẩn hàng Quảng Châu cho các chị yêu nhá. A13 và kèm số điện thoại cho em áo bra này. Áo bra hàng xịn xịn luôn. 55 cân mà size M à em. 55 cân mà size L cho em ạ.
Trời ơi, cái áo này em có 3-4 cái. Chị nào mà nhận được áo này bên em chưa? Có chị nào nhận được yêu áo này bên em chưa? Áo này em bán tặng ấy chị nhá. Ờ thôi hôm nay em bán tặng đi. A13 cho em này. Ờ 102.000 hai cái đi ạ. 102.000 hai kéo bờ ra này, 40 cân đến 65 cân thoải mái. Chất của nó là chất len hàng loại 1 cho em nhá. Chị nào lấy A13 thì các chị lên mã cho em là A13 và kèm số cho em. 102.000 hai kéo bờ ra nhá. Chất vô cùng đẹp các chị ơi. Em còn ít lắm, mỗi màu em còn ít thôi. Nên là chị nào lấy A13 các chị phải lên ngay cho chị cái móc áo. Cứ lên mã cho em là A13 cho em nhá. Mỗi một cái áo của các chị sẽ nằm trong một cái túi bóng như này. Form dáng xịn chỉ cần lên mã cho em là A13 và các chị kèm màu cho em. Với giá là 102.000 đi. 102.000 hai cái tính ra là chỉ có 50 mấy nghìn một cái các chị ơi. Cái này mình ngồi chốt là trong set áo đấy. Set ít cũng được. A13 cho em nhá mọi người nhá. 102.000 hai cái luôn cho em này. Em có màu đen, em có màu kem và em có màu nâu cho các chị ạ. Dã man chưa ạ? Cái này có mút ngực luôn cho em, mà mình không thích mút ngực thì mình tháo đi cho em cũng được nhá. Chất rất là đẹp và các chị để ý cho em phải là cái chất len mềm cho em này. Cái này thì bên em mới về dáng, cái này là dáng dài để các chị làm sao. Mình mặc nó có nịt bụng luôn. Cái này dáng mặc lên rất là gọn người luôn cho em. Tùy các chị chọn màu nhá. 102.000 hai cái giúp em lại nhá. Mã số cho em là A13. Có bán quần nhá. Đây các chị ơi. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng tây. Mà cái đặc biệt của cái này này, chỗ đây phần ren này. Khi các chị mặc áo vest ấy, hoặc áo bờ ra ấy, nó sẽ làm sao? Nó sẽ tôn được cái chỗ đây. Nó có cái điểm nhấn cho cái áo ở bên trong mình mặc. Nhìn mặc mình lên cũng rất là có hồn và áo rất là đẹp luôn. Có mút ngực và cái mút ngực này có thể tháo rời cho em. Nếu mà chị nào không thích mặc mút ngực thì có thể tháo cái mút ngực đi. Được chưa? Có loại như thế này, không có ren không shop. Nếu mà dài như thế này thì lại có ren. Còn nếu mà ngắn giống như em mặc thì lại không có ren. Em không có nịt bụng ạ. Chị nào lấy A13 thì có nước cái này mặc nó thay nịt bụng luôn các chị ơi. Tại vì form nó dài, nó mặc luôn thay nịt bụng cho các chị nhá. Bây giờ em bán tặng đấy. 102.000 hai cái là bán tặng các chị yêu. Chắc chắn mùa đông các chị cần phải cần có. Có đen, có kem và có màu này là màu bò cho em nhá. Với giá là 102.000 hai cái. Các hơi rẻ bèo quá chị nhá. Tính ra có 51.000 một cái thôi. Hồi lắm ấy, tính ra các chị mua có 51.000 một kéo bờ ra. Rẻ dã man, giá nhập bỏ hơn một giá này rồi. Nên các chị cố gắng lấy từ hai cái cho em nhá. Mua lẻ một cái là 69.000. Còn các chị chốt đơn từ hai cái cho em sẽ là 102.000 hai cái. Tờ chị Minh Trí Ngô một đôi này. Chị Thùy Linh một đôi này. Chị Quỳnh Vân một đôi cho em này. Rồi chị Nguyễn Theo một đôi này. Rồi chị mua áo này rồi đẹp quá. Em cảm ơn chị luôn nhá. Chị Cầu Mi một đôi này. Áo này mặc gọi là eo con kỳ luôn. Em cảm ơn chị yêu nhá. Rồi chị Phương Tâm một đôi cho em. Cái này có loại ngắn nhưng mà lại giống như em mặc thôi. Là nó sẽ không có ren. Đấy chị nhá. Giống như em mặc là không có ren. Nên set áo này cho em đi này. Set áo này em đảm bảo ở ngoài không bao giờ có luôn cho em. Có chị ơi. Không em không cần đọc đâu nhá. Các chị ơi cứ lên mã cho em là có đơn thôi. Trời ơi set áo. Mã này là mấy em nhỉ? Đẹp quá. Quần em mặc có bán ạ. A14 cho em là nhá. Vừa bán vừa tặng vừa chiên các chị yêu luôn. Cả set cho em ạ. Bao gồm một áo sơ mi, một áo ghi lê. 119.000, 65 cân đổ về cho em. A14 cho em là có đơn nhá. 119.000 đúng không? 119.000 cả set bao gồm một áo ghi lê và một áo sơ mi ở bên trong. Set này các chị đi đâu mua được cái áo này? Cả set như này 119.000. Có chị nào hôm trước nhận được cái set này bên em chưa? Bao gồm một áo sơ mi và một áo ghi lê. Chị nào lấy A14 đi các chị lên mã cho em nhá. Chất lên rất là mềm. Thật sự là chất mềm cực kỳ á. Em chưa thấy cái chất nào mà nó mềm như cái nhiều chất này. Áo mình có thể mặc rời cho em. Và ghi lê mình cũng có thể mặc rời cho em nhá. Hai cái này mình mặc rời thoải mái luôn cho em, không vấn đề gì hết. Chị nào lấy A14 thì mình lên mã cho là A14 cho em nhá. Chị Đầm Phước con gái Cuba comment đúng mã cho em đi ạ. A13 giúp em nhá. Còn mã này là A14 rồi. Chị Thủy Tiên A13, A14 này. Chị Santa A14. Cứ lên mã cho là A14 cho em. Chất rất là dày đó chị ơi. Ghi lê mình mặc rời cho em được mà. Cái này là set rời đấy ạ. Không phải set liền nhá. Set rời để về các chị mix đồ dễ cực kỳ. Tính ra chỉ có 60.000 cái áo, 60.000 cái ghi lê. Nói chung là form đẹp và chất rất là đẹp luôn. Đấy chị nào lấy A14 thì mình cứ lên mã cho em nhá. Đằng sau chất các chị này. Chất mềm mềm và cực kỳ luôn. Chị nào lấy A14 mình cũng lên mã cho là có đơn. 40 cân đến 62 cân cho em nhá. 119.000 nguyên set được chưa? Cứ lên mã cho là A14 nhá. Hay áo này chưa với chị nhá. Áo này em chiên với chị luôn. Rồi A15 đi các chị ơi. Áo em chiên với chị nhá, nghe đừng dần mình. 50.000. Chất lên vừa phải, không quá dày, không quá mỏng.
chị nào lấy A15 các chị chốt cho em mã này là A15 cho em. 50.000 áo len nhá, chất siêu đẹp. Cái len này không phải là len kiểu nhưng mà cái nó là dòng len Montegi, chất vừa phải cho em, không quá dày mà không quá nóng. Em còn ít em mà tặng các chị là 50.000. Mã số cho em là A15 nhá. Chị nào lấy A15 thì các chị chốt cho em là A15 và kèm số điện thoại cho em. Chất gọi là mê luôn các chị ơi, áo này không biết bán được là bao nhiêu lần rồi. Ok chị Minh Chí Ngô một cái này, chị nào lấy A15 thì các chị chốt cho em là A15 cho em nhá. Quần em mặc là 189 á, quần da hàng cao cấp. Đấy, chị nào lấy A15 mình cứ chốt là A15 cho em 50.000 đi. Giá đang bán là 79.000 này. Ừ. Giá đang bán là 79.000 nhá. Thôi em bán tặng các chị đi. Ơi 79.000 rõ đành đành đây. Em bán tặng các chị 50.000 đi. 50.000 mã này cho em mã số A15 nhá. Cái này em không có nhiều à. Mà nó là còn duy nhất màu nâu. Đây là thôi em vừa bán em vừa tặng các chị luôn, chứ còn giá limit là 79.000 cơ. Đấy chứ ạ, chị nào lấy A15 thì các chị cứ chốt là A15 cho em là có đơn nhá. Trời ơi. Nên con áo dạng này là ngất ngây cuộc tình luôn. Đây con áo dạng này là các chị ngất ngây. Bây giờ em không cầm điện thoại nữa đâu chị ạ. Mình cứ chuyển hàng cọc giúp em nhá. Cọc 1 triệu ạ. Áo này thì là VIP các chị ơi, hàng cao cấp luôn ấy. Ui dồi ôi, size S và size M cho em áo này. Em có size S và size M nha các chị. Áo này em sẽ có size S và size M. Mỗi size em có 10 cái. Đóng hết cho khách bây giờ còn mỗi size 10 cái ạ. Cái này các chị đi làm đi chơi vô cùng lịch sự mà trang trọng. Mà nó lại đẹp các chị ạ. Chất dạ cho em thì mê ly cuộc đời luôn nhá. Có thể săn luôn cho em này. Cái này em sẽ có size S, em đang mặc là size S. Size S là dưới 55. Và size M là các chị dưới 60 cân nổi cho em nhá. A16 luôn và ngay cho em. Áo này chỉ có hàng cao cấp mới có cái dòng này. Còn hàng may nhái thì không bao giờ đâu các chị ơi. Mặc sướng phê luôn. Size S là các chị dưới 55 cân. Em đang mặc là size S. Size M là các chị dưới 60 cân đổ về cho em nhá. A16 ạ. 269.000 một áo. 269 một áo A16 và kèm số điện thoại cho em. Áo này không phải ai cũng mua về bán trên line đâu các chị. Tại vì áo này thứ nhất là nó đắt. Thứ hai là sao ạ? Thứ hai là cái giá tiền của nó đắt. Nó đang bán là hai. Cái giá limit của nó là 628 tệ cơ các chị ơi. Em bán tặng các chị là 269.000 một áo cho em. Chất không đẹp các chị tùy trả lại cho em không vấn đề gì hết cho em nhá. Nhìn cái đường dạ cho em các chị ơi, cổ vest của nó này. Tạo cảm giác các chị có mặc áo bra, áo dây bên trong cũng rất là đẹp luôn. Em có quần jean nhá. Cái gì cũng có. Chị nào lấy A16 thì mình cứ chốt cho em mã này là A16 cho em các chị ơi, nhìn hộ cái tăng mát cho em ạ. Phê lắm các chị ơi. Giá limit 628 tệ các chị này đấy. Các chị thấy rõ chưa? 628 tệ nhá. Ít nhất là người ta phải báo là rơi vào tầm triệu mấy. Chị ơi chị cứ inbox và tin nhắn cho em đi chị. Chị Hồng Loan nhá. Cứ inbox và tin nhắn cho em đi. Có bên Vin chị Thim hỏi cái Vân xem là nhận đơn của chị Trần Thị Hồng Loan thôi nhá. Hai cái áo. Rồi, chị inbox cho em đi. Bây giờ em cũng không biết em đang livestream mà. Em có quần jean boy. Chị nào lấy A16 mình chốt cho em ạ. Chất rất là đẹp. A15 50.000 đi. Không bay không xù không nhão cho em nhá. 269.000 một chiếc. Cái này em có size S và size M, chị nào lên đúng mã thì có đơn. Không có nhiều nha các chị ơi, có nhiều thì em cũng không bắt các chị chốt nhanh, nhưng mà không có nhiều. Mỗi size có 5 cái mà bây giờ em còn nắm về cửa hàng nữa. Cái nào cũng đẹp như cái nào cho em nhá. Ở ngoài làm gì có cái áo này, 269.000 có áo hoodie cái gì cũng có. Gì cái gì cũng có luôn cho em nhá. Có cardigan, đợi em một chút xíu. Chị nào lấy A16 thì mình cứ lên mã cho em là có đơn. 269.000 nhá, A16. Váy cứ từ từ nha, cứ từ từ có hết, cứ từ từ. Rồi các chị ơi. Áo này bán tặng đi. Áo đầu like đấy là 125.000 cho em nhá. Áo này em bán tặng các chị yêu của em này. Còn cái áo này còn có 3 cái thôi, 200 mấy mà còn có 3 cái em bán tặng các chị áo này luôn. 69.000 A17. Trời ơi, nhanh tay hộ em đi. Xả hết cho các chị luôn, 69.000 A17 cho em nhá. Còn 3 cái. Chị yêu nào nhanh tay thì có đơn hàng mà chậm tay thì không có, và nhớ chia sẻ livestream mọi người nhá. Quần em mặc là 189, mã C1, có S, có M, có L. Size to nhất là các chị dưới 57 cân. A17 cho em nhá. Mê chưa ạ? Nhớ chia sẻ livestream để còn có đơn. A16 em vẫn còn đấy chị ơi, chốt nhanh tay. Không có chị chốt hết là mình hết công, hết cơ hội đấy. Giờ này hay nó lắc tiêu. Chị nào lấy A17, các chị chốt em là A17 và kèm số cho em 69.000 nhá. Nhanh tay giúp em nhá. Còn có ít, còn nhiều em không bao giờ bán giá đấy đâu. Còn nhiều nó không bao giờ bán giá đấy đâu các chị đâu. Đây, con cardigan này đi. Ừ, dã man. Con này dễ thế á. Dã man. Trời ơi.
Con này siêu rẻ luôn đấy chị ạ. Kiểu cảm giác xe xe lạnh mà mặc cái này hết A10. Tí nữa em sẽ đem màu khác. Tí nữa cho chị cái này màu khác nhé, ở dưới góc. Đem cái này cho em đi. Adidas này đi các chị. A17, à quên A18 cho em nhá. Chất dày lắm. Hứa đảm bảo với các chị nhận hàng này chỉ có mê thôi. Kiểu thời tiết Hà Nội nó xe xe mà các chị em mặc những con này. Mùa đông các chị đừng ham mua những cái hàng rẻ nhá. Hàng rẻ về mặc mình không mặc được đâu. Những cái chất men đấy, quần em mặc C1. Hàng mùa đông mình cứ nên mua hàng nào đẹp mình mặc cho em. Tại vì đồ mùa đông đó chị. Đồ mùa đông chị em mình nói chung là mùa đông thì tầm mua chục cái là ok rồi đúng không? Đấy, lên mã này cho em là A18 cho em nhá. 40 cân đến 65 cân cho em ạ. 160.000. 159.000 mã A18 ạ. Kiểu thời tiết mùa Hà Nội á. Hà Nội hay chỗ nào mà kiểu xe xe lạnh một tí đó chị em mình mặc những con áo này cho em. Phê cực kỳ luôn các chị ơi, cái chất len này. Nhìn ở ngoài đã mê rồi nhá. Các chị ơi nhìn ở ngoài đã mê cho em mình cái đường vân cho em này. Đấy, chị nào lấy A18 thì mình cứ lên mã cho em là A18 cho em. 159.000 áo cardigan ạ. Thật sự là mặc cái áo này kiểu như là nó tiểu thư và nó bánh bèo dã man luôn. Nhưng mà đặc biệt là cái chất của nó rất là đẹp cho em nhá. Cái chất nó thực sự là nó mềm, nó không cảm giác là thô đâu. Rất là mềm luôn cho em này. Mềm nhưng không hề bị dão cho em nhá. Chứ phải là nhiều chất cứ mặc vào nó mềm, nó dão như cái tầm. Như cái đó gọi là dão, gọi là mặc lên thì nó. Cái lúc nó treo lên gọi là dão kinh khủng. Nhưng cái này mềm nhưng mà không dão, chất rất là dày và rất là đanh cho em nhá. Rồi chị Bích Hồng một cái A18 này. Chị xin Nguyên Hồng một cái A18 luôn cho em này. Chị Hà My một cái cho em nhá. Cái này em không có nhiều đâu ạ. Rồi chị đao xong một cái quần em mặc nhá. Rồi chị Santa một cái A18 cho em lại này. Chị Mixi một cái A18 ok đó chị yêu, cái này em còn. Thì như em còn 10 cái nữa hay sao á. Chị Quang Nguyễn một cái A18 ok chị yêu. Rồi A18 và kèm số cho em nhá. Có 159.000 thôi. Dinh ngay cho em con này. Rồi chị Minh Chí ngồi một cái. Chị hôm qua bên em chưa chốt đơn thì dồn được nha chị ơi. Có cardigan. Cái này là dáng ngắn rồi đấy chị. Cái này là dáng ngắn rồi. Chứ còn nếu mà ngắn hơn thì nhà em không có. Chỉ có dáng này là dáng tầm vừa thôi. Rồi chị Luna một cái A18. A17 của bên em là 69.000. Nhưng mà em nghĩ là hết hàng mất rồi. Đấy, chị nào lấy A18 thì mình chốt cho em nhá. Xinh nhá, 159.000. Gió mùa Hà Nội đến, chị em mình mặc sơ mi bên trong. Em hoặc mặc áo dây, áo nhũ các thứ. Chị mình khoác áo này đi đường, đi chơi kiểu nhẹ nhàng một tí. Mặc cái con này rất là xinh cho em. Thực sự là rất là xinh ấy các chị ơi. Đấy, chị nào lấy A18 thì mình chốt cho em nhá. Đấy, các chị nhìn chất len cho em. Và em thấy cái màu này là màu đẹp nhất. Cái màu này thì da nào cũng bắt được cho em cái da, cái màu này ấy. Chị Kim Lý một cái, ok chị yêu. Nói chung các chị cứ yên tâm cho em chất này. Em còn bán lâu, còn bán dài cho các chị. Chứ cứ yên tâm. Không phải bán lần một rồi chạy mất dép nhá. Cứ lên đúng mã cho là A18 cho là có đơn. Áo này ở đây. Áo này có đủ màu nhỉ? Cái này có còn đủ màu trên kệ không? Rồi đấy chị ơi, 159.000. Úi giời, con này em mà chốt là thôi các chị ngất luôn. Chị Duyên Bùi một cái, chị Hoàng Nhung một cái. Rồi ok chị yêu. Chị ơi, chiều nhá, chiều nhân viên nhà em gọi cho. A mấy nhá? A19 thôi em này, cái này em lấy thêm nhá. A19 thôi em các chị ơi, 99.000 một cáo len như này thôi. Hứa đảm bảo ra ngoài không bao giờ mua được cáo này 99.000 đâu. Tay của nó cho em này. Đấy, áo vàng treo sau em có lên nhá. A19 nhá chị ơi, thôi chị lên từng màu đi. A19 thôi em, 99.000. Ôi ôi, 60 cân đổ về cho em này. Thôi 99.000, các chị ông em không nhầm đâu. Trời ơi, cái chất len cho em này nó dày, nó mịn, nó đanh. Hứa nhá, ra shop mua áo này 150.000 chưa chắc có hàng để bán đâu. Nhìn chất len cho em này, không bao giờ nhão nha các chị ơi, nhìn chất hộ em. 99.000 một cái áo len. Đấy các chị ơi, em co giãn 4 chiều nhá. Chỗ khác thì không biết là có co giãn 4 chiều hay không. Chứ còn len nhà em là co giãn 4 chiều đây này. Đấy các chị ơi, có bao giờ nó bị mất cái form không? Không bao giờ luôn nhá. Hàng xịn nó phải khác. Cái này các chị đi làm cũng được, tại vì nó có cổ mà. Đi làm hay các chị sơ vin với chân bài các thứ đều xinh cho em nhá. 99.000 cho em. Dáng ngắn thì có rất là nhiều kiểu khác nhau. Nhưng mà còn nếu mà ngắn nữa thì nhà em lại không có. Cái đấy là dáng ngắn, ngắn rồi đấy chị. Cái đấy là dáng ngắn rồi. Rồi chị Minh Chí Ngô một cái này. Chị Ngọc Thủy Tiên một cái cho em này. 99.000 một ẻm cho em nhá. 40 cân đến 60 cân đổ về cho em, rất là đẹp. Và cái phần này là phần bo cho em này. Các chị đâu, cái phần bo tay cho em này. A16 tí nữa em lên màu khác nhá. Đây các chị nhìn cái phần bo tay cho em chưa? Nó mềm mà nó mịn cực kỳ. Đấy, trời ơi, những chị nào miền Nam á, thỉnh thoảng hôm nào mà ra Hà Nội chơi hay là đi Đà Lạt các thứ, các chị xính em những cái áo này rất là xinh luôn nhá. A18 là 159.000.
Chị nào lấy A19 thì mình cứ chốt là A19 cho em ạ. Chất vô cùng đẹp các chị nhá, 99.000 một cái. Ok, chị Hương Dương tặng một cái luôn cho em này. Chất mềm, chất mướt luôn cho em nhá. Sáng nhân viên gọi điện chốt đơn là đi rồi đấy chị ơi. Làm đơn mới cho em được không? Nó gọi điện chốt đơn là nó báo lên hệ thống rồi là người ta đến gom hàng rồi chị ạ. A19 giúp em nhá. Đây, lên con áo này nữa các chị vui đi. Áo này vẫn còn có mấy cái nhá. Áo này em còn có 4 cái. Chị nào chốt nhanh áo này thì có đơn mà chậm tay là hết mất rồi. Ok, chị Vân Anh 19 ạ. Áo này đó chị lên cho em, áo này là A20 nhá. Rất là đẹp luôn á. A20 giúp em nhá. Cái này em sẽ có size đấy, size MLXL. MLXL cho em nhá, MLXL. À, bộ neo của em. Em đang ngứa lắm rồi đó chị ơi, ngứa tay lắm rồi. Hôm nào để cho nó đi lên đường nốt đi. A20 đó chị ơi. 269.000 nhá. Vừa nhận hàng lại mua tiếp khẩu túi tiền của tôi quá. Em bảo với chị Vân Anh, size nó mặc là size XL nên nó khá là rộng. Ê, cái này em có size M, size M và size XL. Chị Phạm báo vừa một cái này, A20 269. Em không có nhiều nhá, mã này có ít thôi. Đây, có size size L và size XL. Size XL thì các chị dưới 65 cân và size M là các chị dưới 6, size L là dưới độ tầm 58 cân cho em nhá. Em có khoác dáng dài, áo đẹp quá chẳng nhẽ lại chọn tất. Thôi chọn tất đi chị ơi cũng được mà. Rồi chị Ngọc Thủy một cái A20 này, chị Hà My một cái A20 hết rồi đúng không em? Hết rồi đúng không? Ok, hết hàng luôn này. Em từ từ lên mã sau đi. Lên cái con này là chiên các chị yêu đi. Con này em chiên các chị luôn nhá. Con này đang bán trăm mấy của em ấy. Thôi bán tặng các chị mỗi chị một cái đi. A21 cho em là nha. Cái này là hôm trước nó cản em không cho em đóng hết cho khách luôn ấy. Thôi coi như là bán tặng chiên các chị đi. A21 cho em này, 79.000. A21 nhanh tay giúp em nhá. Xỉ ra là trăm mấy đấy. Thôi nó nhỏ rồi nha các chị ơi. Em có màu trắng và màu kem. 79.000 một cái A21. Các chị nào nhanh tay thì săn được mã này. Coi như là giá trải nghiệm thôi. Cái giá này mình mua về mình trải nghiệm cho em xem hàng của em như nào. Chứ thực ra kéo này hôm trước bán hơn trăm, 200 mấy cái mà bây giờ hết sạch. Còn từng lấy cái nhanh tay luôn giúp em nhá. Hôm trước mà không cản em là em đóng hết rồi đấy. Đi hàng luôn rồi. A21 và kèm số điện thoại cho em 79.000 và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Không có nhiều nên các chị cố gắng là chốt nhanh nhá. Ui dồi ôi, lấy đứt mẫu rồi đấy. Con này các chị ơi, thú quá. Con này ngổ hết cả da gà luôn. Con này nhà mình có nhiều không? Không có nhiều đâu. Không có nhiều. Ui dã man, nổi hết cả da gà. Em hứa cái này các chị nhận hàng còn sướng hơn cả em á, sướng hơn cả người bán cơ các chị ơi. Em ơi này, áo này các chị ơi nên chốt 40 cân đến 65 cân cho em áo này. Dã man cái chất áo cho em. Nào các chị ơi, A22 cho em nhá. Dáng dài, có mũ này, len của nó là len kiểu. Mặc lên thì có biết là một cái phát là nó phê và nó gọi là nó thấm vào xương, vào da của mình ấy. 200 mấy nhỉ? Đáng nhẽ ra là bán 300 đấy. Nhưng mà thôi bán các chị 279.000 A22 cho em nhá. 279 A22 ạ. Ơi, mã treo tường chị chưa bán đâu. Từ lên áo này áo phản quang. A22 chị nhân lên một cái. Rồi ok chị à, du A20 à, 20 là cái gì nhỉ? 20 là hên xui nhá chị nhá. Chị thuy nhớ một cái A22 cho em này. Không em không bán thắt lưng riêng đâu ạ. Chị nào lấy A22 thì các chị chốt cho em. Chị 1m60 một cái, ok các chị yêu. Hết rồi đúng không em? Hết hàng nha các tình yêu nhá. Hết rồi. Trời ơi lên con áo này. Hứa đảm bảo với các chị luôn. Ý chị Phạm Bảo Phương như có hôm trước có đơn hoàn về nhà em đấy. Đúng không ạ? Cần mua hàng đắt đúng không? Ê hôm trước chị có đơn hoàn về nhà em mấy đơn liền đấy. Toàn hàng đắt, không gọi, không nghe máy được. Không hiểu sao luôn đấy chị, đặt hàng mà không nghe máy. Thế bên em ship hàng đến nơi ship hàng kiểu gì bây giờ, mưa các chị. Một đơn hàng shipper đi ship được bao tiền, nắng mưa các chị chỉ cần ngồi ở nhà. Mình đặt hàng là mình đã có hàng, giao đến tận nhà cho các chị nữa. Bây giờ các chị mua toàn hàng, người ta đi nắng đi mưa các chị phải thông cảm với người ta. Đến nơi thì không thèm nhận. Thật sự luôn ấy, người ta cũng phải kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình cho các chị. Mình mua hàng thì mình xác định mua hàng thì mình phải lấy hàng cho em. Không phải người ta rảnh rỗi, người ta lên đây người ta trò chuyện đâu các chị ơi, rát hơi bỏng cổ các chị nhá. Áo này thì rẻ hơn, 40 cân đến 65 cân cho em. Đừng nghe áo này dần mình, toàn hàng lên kiểu hàng cao cấp. Em bán tặng cái áo này cho các chị luôn. 200
Thôi mã này lên cho em, mã này là A13 cho em nhá. À A23. 239.000, 40 cân đến 65 cân cho em. Áo này mặc Tết mặc vô tư thoải mái luôn cho em. Chị nào miền Bắc là phải lấy cái áo này cho em. Mặc lên siêu đẹp nhá, toàn hàng cao cấp các chị ơi. Đây. Không, em chưa lấy chồng. Chị nào lấy A23 thì đó, chị chốt cho em là A23 cho em nhá. 40 cân đến 65 cân. Em đang còn ế lắm các chị. Chưa có ai rước, chưa có ai thèm rước. Rồi chị 1m60 một cái, chị ngọc thảo lên một cái này. A23 cho em chị nhân lên một cái. Ok các tình yêu. 239.000 thôi. Thật sự là quá là rẻ các chị ạ. Chị Hà My một cái cho em, ok chị yêu này, chị Minh Chính Ngô một cái này. Cứ lên mã cho em là A23 cho em nhá. Cái hàng của nó em nói thật sự là nó quá là đẹp. Phải công nhận. Không, Hà My avatar là cô gái cơ. Rồi chị Ngọc Thủy Tiên một cái A23 này. Em lấy thêm A23 đi. Đấy cho chị đủ màu đây nhá. 239.000 nữa chị nhìn hàng cho em này. Hàng đẹp cực kỳ. Hàng này gọi là phải là hàng đẹp. Chứ không phải là hàng. Hàng chất nó quá là đẹp á. Mỗi một cái áo, mỗi một cái này các chị này. Nhìn cái tay cho em này. Rồi ok chị thích Hồng một cái 23 này. Chị Minh Ngọc một cái 23 cho em này. Áo cho sau em có lên luôn nhá. Đợi em một tí em sẽ lên một cái mã áo. Áo len rồi sau đấy em sẽ lên mã áo đấy. Áo đấy áo phản quang. Baggy bò thì chắc là phải tối nay đấy, khoảng tí nữa. Không biết có lên được không ấy. Hôm nay nhiều đồ đẹp, hôm nào cũng nhiều đồ đẹp các chị ơi. Rồi chị Sim Nguyên Hồng một cái 23 cho em. Chị Mai Thu Hà một cái này. Còn nhiều không em? Em có bộ đá Chanel nhá. Còn chưa lên cơ, cái gì cũng có. Cả một kho hàng. Bên đây, bên này sắp tuyết rơi. Cả một kho hàng không có gì ngoài đồ đâu chị ơi. Rồi ok chị Vân Anh 23 này. Ê, chị ơi, quá đẹp. Chị Vân Anh 23, chị Nguyễn Hoa 23. Ok đấy chị yêu. 239.000 một chiếc áo. Vừa dày, vừa đanh, vừa chịu sò. Các chị nhìn hộ giúp em nhá. Vâng ok chị ạ. Áo treo sau em chưa lên đâu ạ. Nhìn hộ em này. Thật sự một câu gọi là nó đẳng cấp. Nó đẹp. Nó để gọi là mình mặc mình cảm nhận trực tiếp. Chứ không phải là mặc cái đồ quần áo nó xấu rồi tự nhiên mình khoa trương quá. Các chị em không phô trương quá. Thực sự là mặc lên nhiều khi mặc quần áo lên nó có cảm xúc luôn ấy. Những khi yêu nào các chị mặc cái đồ bộ đồ đẹp xem. Bộ đồ đẹp mà mình tự tin xem mình có sướng không. Rồi A23 và kèm số cho em nhá. Chị Lê Thì một cái, chị Nguyễn Hoa một cái luôn cho em. 239.000 một chiếc cho em. Bao giá mua hai cái hàng đắt em miễn phí ship được các chị yêu. Cứ các chị nào mua hai cái, mỗi một cái trên 200.000 em miễn ship luôn nhá. Chị Thùy Linh một cái luôn cho em này. Duy nhất hôm nay nha các chị yêu ơi. Này, mua về cho tặng cho người thân, người nhà các thứ cũng vô cùng đẹp cho em cái cổ của em. Thật sự cái mã này các chị nên lấy. Khuyên chân thành các chị nên lấy cho em 70 cân vừa cho em chị ơi. Cái này bao form thoải mái luôn cho em nhá. Rồi chị nào lấy 23 để các chị cứ lên mã cho em. 239.000. Vâng ok chị yêu ạ. Chất rất dày và rất là đẹp luôn cho em nhá. 239, mã số cho em là A23. Chị nào lấy A23 để các chị cứ lên mã cho em nhé. Khoảng em không có nhiều phần từ đây đúng không? Sắp hết hàng rồi nên là chị nào lấy nhanh thì mình cũng phải lên mã nhanh cho em nhá. 239.000. Ok, bên em có gọi lại chốt đơn mã để cho các chị mà. Lên cái con này để các chị ơi. Đừng rung động nhá. Em có lên bộ. Đợi em một tí em sẽ lên bộ cho các chị. Cứ từ từ cái gì cũng có nhá. Bộ em sẽ lên những cái bộ đá rồi bộ quần chui nhá. Đây. Xem là cái nào muốn mua em cảm ơn chị Nguyễn Thêu. Thực sự cái chất này nó gọi chung là nó quá là đẹp. Thật sự luôn. Cái chất này đẹp lắm các chị. Sợ mê chị không biết. Rồi ok chị yêu. A25 giúp em nha các chị nhá. Áo này hôm nay bán tặng các chị áo này đi. 40 cân đến 65 cân, xứng đáng toàn 200 mấy á chị ơi, nhìn chất len à. 145.000 một chiếc áo như thế này em đang mặc. Em hứa em là bảo chị nào mua cái áo này về sẽ bị nghiện, không nghiện ít thì cũng nghiện nhiều. Đây các chị nhá. A20 mấy rồi em nhỉ? A24 giúp em. 40 cân đến 65 cân, giờ chị quyên tặng một cái 23 điểm nhấn cho em này. Sang xịn mịn và đẹp 40 cân đến 65 cân cho em. Chị nào lấy A24 thì các chị chốt ngay cho em nhá. Lên 300 em hứa em tặng các chị một mã áo gió siêu rẻ. Rồi, chị nào lấy A24 thì mình chốt cho em là A24 cho em nhá. Hàng toàn đằng đẹp như này đó chị. Rồi chị Minh Chí Ngô một cái cho em, cái này mặc lạnh sướng. Em phải công nhận mà kiểu xe lạnh mặc đồ mới ra ngoài đường mà kết hợp quá là đẹp luôn. Rồi chị Hồng Ngọc một cái 23. Chị nào lấy 24 thì đó chị chốt 24 cho em nhá. Chị Tạ Thúy một cái 24, chị Ân mua lẻ à chị. Cứ lên mã cho em là A24 giúp em nhá. Ok, chị Hà Linh một cái A24. A24 vào kèm số cho em nhá. Ok, chị Vân Anh một cái A24 lại mua tiếp vào chị. Cái này em còn mỗi một màu này nhỉ. Cái này nhà mình còn mỗi màu này. Rồi chị Vân Anh một cái A24 này. 145.000 một ém em ấy chị ơi. Hứa là sẽ đẹp. Thật sự á chị.
Rồi chị Trang còn một cái A23. Ôi ơi, em nghĩ là nó quá là đẹp luôn ấy. Chị Hương Dương Phan một cái 24 cho em này. 145.000 một chiếc áo như thế này, tay viền. Chị Nguyễn Dạ Thảo một cái cho em nhé. Nhận hàng đừng có ngất nha các chị. Em còn ngất cục bộ ấy chứ đừng nói là các chị. Nhận hàng đừng ngất nhá. Xa xịn mịn và đẹp, mặc kiểu chị nào miền Nam vẫn mặc được. Hôm nào có đi chơi ra miền Bắc bạn bè ọp phim các thứ, mặc những con này mặc với quần da, hưởng cái khí trời Hà Nội thì thôi, mê luôn các chị ơi. Thật sự là đẹp nhá. Và những chị nào mà hay đi ngoài đường, đi xe máy các thứ là nên phải mặc ấm cho em, bảo vệ cơ thể các chị nhá, mà không bao giờ bị xù đâu ạ. Chất len này nha em, các chị cứ bỏ máy ra thoải mái luôn cho em đi. Rồi chị Nana một cái 24 này. Chị nào lấy 24 thì mình cứ chốt là 24 cho em nhá. 145.000 một chiếc giúp em này. Được chưa? Form dáng đẹp, chất đẹp, 40 cân đến 65 cân nhá, chị đổ về cho em thoải mái cái mã này. Tại vì cái mã này là sao? Form nó thoải mái, mặc lên nó rất là đẹp luôn đấy. Chất dày cho em nhá, không phải chất mỏng đâu. Chất bên trong là dày và đanh lắm. À. Ok. Rồi em sẽ lên cái con A16 đấy, còn một màu duy nhất. Con A16 em còn một màu. Ok, chị Nguyễn Thanh Huyền một cái 24. Cố gắng là không còn đơn giúp em nhá. Tại vì đơn của các chị gọi điện là bên em đã đi hàng rồi. Cố gắng đừng gộp đơn giúp em nhá. Cho chị áo khoác này màu kem ấy. Ok, áo khoác này màu kem. A24 cho em nhá mọi người. Tay khoác này màu kem còn 1 cái. Còn 2 cái á. Ôi, cái này em còn 2 cái. Size S và 2 cái size S. Còn đúng 2 cái thôi các chị ạ. Áo phông thì chắc hôm nay không lên được rồi. Khổ lắm á, mua rồi vẫn mua nữa. A25 cho em nhá. 269 ạ. A25 các chị nhá, áo dạ. Rồi ok, bây giờ sẽ lên áo phản quang này cho các chị. Có lên bộ đợi em một tí nhá. Chưa có người lấy hàng. A25 269 2 cái size S dưới 55 cân. Toàn đồ đẹp thôi. Lên toàn đồ đẹp cho các chị thôi. Chị nào lấy A25 thì các chị chốt em là A25 nhá. Áo em mặc tối nay không biết là nhà đấy còn hàng hay không. Hôm trước em bán 59.000 là hết. Hả? A25 cho em nha các chị ơi. Rồi chị Dung xong một cái này. 269. Chị nào lấy A25 thì các chị chốt này. A25 và kèm số cho em nhá. 269 còn đúng 2 cái. Còn đúng 2 cái size F mã 25. A25 và kèm số cho em. Cho chị một mã bộ nhá công ơi. Thôi lên cái bộ kia không phải mặc đấy, cái bộ này tối. Hứa là nhiều đồ đẹp lắm. Hứa các chị là nhiều đồ đẹp. Quá đẹp. A26 cho em lái nhá. 25 thì các chị cố gắng là chốt dự bị cho em. Rồi, sau mã này em sẽ lên mã đấy cho các chị. A26 giúp em này. Thật sự là đẹp. 40 cân đến 65 cân đổ về cho em. A26 ạ. 239.000 áo này. 239.000 một kéo này cho em nhá. Màu kem cho em này. 40 cân đến 62 cân áo này mặc phê. Gọi là mặc nhớ nhà em luôn. Vì sao bán áo này 239.000. A26 và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Em ở đấy chị Thảo Huyền nhá. Chất siêu đẹp. Vừa dày vừa mịn vừa sang vừa xịn sò. Chị nào lấy A26 thì mình cứ lên mã hay là A26 cho em. 239.000 một cái. Áo đằng sau có lên luôn. Tất cả hàng của nó là đều hàng nằm trong túi xịn sò như thế này đó chị ơi. Đây chị nhìn chất hộ em nhá. Rồi quần ba ghi u mì. Hôm qua chị bảo các bạn em lấy cho. Chị nào lấy A26 thì các chị lên cho em mã này là A26 cho em nhá. 239.000 đối chạm 40 cân đến 65 cân đổ về cho em này. Chị Thùy Trang một cái A26 nhá. Mặc cái này xuống đời. Mặc cái này là nhớ nhà em luôn được chưa? Chị Huyền một cái ok chị yêu này. 239.000. Đẹp ngồi ngợi. Thực sự kéo này là đẹp ngồi ngợi các chị ạ. Khoác vào là mê luôn. Thời tiết như thế này mà các chị khoác con này là mê cực kỳ luôn ạ. Quần đấy là 169.000 hai cái. Chị báo với các bạn bên em nhá. Bên em chụp mẫu qua cho chị được mà. Chị nào ok chị Minh Chí Ngô một cái ok chị yêu, hoặc đi nữa em lên luôn này. Chị Nguyễn Sơn một cái ok rồi lên bộ luôn nhá. A26 vào kèm số cho em 269. À bên 239 nhé. 239.000. Lên bộ nữa chị ơi. Nhiều lắm. Ôi. Bộ cho em này. Bộ này các chị mặc riêng cái áo cũng đẹp. Các chị mặc riêng cái áo cho em cũng đẹp luôn á. A27 cho em nhá. 139.000. Bộ này người ta đang xỉ ra là 140. Em bán các chị 139. Có từ size M đến size 60 cân. Tức là size XL.
có từ size M đến size XL cho em nhá. Cái này là chất Umi Hàn, không phải chất da cá. Chị nào lấy A27 thì các chị chốt cho em là A27 cho em nhá. Chị nào chốt A26 sau thì em không cần đọc tên đâu ạ, mình cứ lên mã cho em là có đơn. Em đọc ví dụ mấy chị thôi nha các chị ơi. Đây, form đẹp chưa? Cái bộ này mặc lên thì gọi là quá là mê và phê luôn nha các chị ơi. A27 cho em nha các chị nhá. Đấy, hôm nay không có bạn nào phụ nên là đây các chị ơi, thêu chữ cho em này, đằng sau này. Các chị mặc riêng áo cũng đẹp, tính ra chỉ có 6 mấy nghìn cái áo, 6 mấy nghìn cái quần. Chất của nó là chất Umi Hàn cho em, hàng chất đẹp nhá. 40 cân đến 62 cân đổ về cho em. Ây, bộ chữ mốt à? Mốt chino có, em có bộ mốt chino đấy. A27 cho em nhá, chị Jenny, Jenny một bộ này. Vâng, ok chị luôn. Cái này em có màu khác, các chị cứ thích màu nào em lên màu đấy thôi. Cho chị cái bộ phụ kiện đi, màu đen nắm ở dưới này. Rồi, chị nào lấy A27 các chị chốt cho em nhá. 200, à quên, có 139.000 một bộ thôi. 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Rồi, chị An Sỉ hai bộ này. Chị nào chị Jenny một bộ luôn cho em này. A27 và kèm số điện thoại cho em. Nói chung là ngất ngây và cái quần nó còn thiết kế là nâng mông. Em có màu đen em sẽ lên màu đen luôn. Tối qua chị đặt chưa thấy gọi, bên em đang gọi chị ơi, tại vì đơn cũng nhiều, các chị chốt qua nay nhiều quá. Giờ chị săn tam một cái luôn cho em, cứ đến hàng đông là các chị chốt nhiều. Nhân viên nó đang gọi điện mà bây giờ nó đang ăn cơm. Thế là tầm 1:30 các bạn sẽ gọi lại cho các chị, được chưa? Hoặc nếu mà chưa gọi lại các chị gọi thẳng vào số hotline hoặc inbox cho em sẽ có nhân viên trực luôn nhá. Giờ ok chị Vũ Ngân A25, còn mình cứ lên mã này cho là 27. Ôi giời ơi. Lên này. Lên cái bộ phụ kiện này cho em này. Bộ phụ kiện này em có rất là nhiều màu nhá. À có rất là nhiều hình nhá. Cái bộ phụ kiện này thì các chị sẽ không chọn hình giúp em nhá. Có màu khác đi ạ. Bộ này em có màu khác. Cái bộ phụ kiện này thì các chị sẽ không chọn hình cho em nhá. Mình không chọn hình cái bộ này nhá các chị ơi. Bộ này lưu ý giúp em là các chị sẽ không chọn hình nha. Chỉ chọn màu thôi. Đây các chị ơi, đẹp quá. A28 ạ, quần da em mặc là 189. Có lên áo len. Chị nào lấy A28 thì các chị chốt cho em là A28 cho em nhá. Bộ phụ kiện 149.000. Quần nó không phải là quần ống bo mà là sẽ là quần ống suông như này. Không phải là ống suông mà nó là ống đứng như này cho em nhá. Không phải là quần ống bo. 149.000 chất Umi Hàn A28 giúp em. Nó sẽ là có cái hình XL này. Thôi cứ lên cái hình này trước đi. Rồi ok, chị Lê Nhân một cái A27 này. Chị Trang Quỳnh một A27 rồi. Chị nào lấy A28 thì các chị chốt cho em là A28 cho em. Đây ơi chị ơi. Đây ơi chị. Bộ phụ kiện cho em nhá, kim sa. Cái bộ này em đang bán ở shop là 250. Em bán tặng các chị là 149.000. Mặc lên áo mặc rời được, quần mặc rời và cái form quần cho em này. Cái này là gọi là bộ phụ kiện cho em nhá, cái quần này. Mặc lên dáng của nó là dáng ống đứng. Chị nào thích thì bình luận là A28 cho em. 149.000 cả bộ, tôi chất đẹp lắm ấy. Chất ở ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều so với trên like các chị nhìn đâu. Rồi chị Nana hai bộ phụ kiện này. A28 ở kèm số điện thoại cho em nhá. 149.000 thôi. Rồi chị Thuy Nguyễn một bộ luôn cho em, xỉ mấy like, xỉ 2 like đi hàng rồi nha chị yêu nhá. A28 ở kèm số cho em, nói chung là tùy từng chị xỉ. Được chưa? Có xỉ nhà em một phát đi hàng luôn. Còn không thì các chị hai hôm được chưa? Một phát gần 100 triệu, 85 triệu đi hàng luôn. Nói chung là tùy từng khách. Cứ tầm 2 like này em sẽ đi hàng cho các chị cho nó nhanh. Nha. À, lên cái áo này không các chị để đợi. Áo này lên là A29 cho em nhá, áo phản quang. Áo này bao tiền em nhỉ? Áo này lại đẹp. Hứa là sẽ đẹp. Trời ơi. Đẹp quá các chị ơi. Quá đẹp luôn. A28 cho em áo này nhá. Nhớ là 115 đó. Áo phản quang cho em A29. Đẹp quá. Vâng. Áo này đắt à? Áo này là áo phản quang cho em nhá. Hàng Quảng Châu cho em này. Sẽ có màu trắng. Màu trắng, màu vàng và màu đen áo phản quang 135.000. Áo phản quang hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhá. A29. Đơn tối qua đang gọi điện chị ạ. A29 cho em 135.000 một áo. Em có màu đen, em có màu vàng và em có màu trắng. Cái này vì sao gọi là áo phản quang? Tại vì áo phản quang là khi các chị đi đêm vào kiểu đêm tối nó sẽ phát sáng những cái đường vân này. Những cái đường vân như này nó sẽ phát sáng các chị nhá. Nói chung là những chị nào mà kiểu mà hay các thứ đi ba ánh sáng các thứ là nó sẽ phát sáng như này.
Nói chung cái này nó phản quang có đi với đôi giày phản quang ấy các chị, rất là đẹp luôn. 135.000 hàng cao cấp cho em nhá, chất vô cùng đẹp các chị ơi. Cái này không phải hàng may đâu các chị yên tâm. A29 em nhá, 135.000 A29 á, 40 cân đến 62 cân cho em thoải mái bo này. Cái này các chị sơ vi cũng được và mình mặc thả buông cho em cũng đẹp. 135.000 nhá. Cá nhân mình gọi chốt đơn mình không nghe máy được. Bên em có gửi tin nhắn đấy chị Nguyễn Giang. Đấy, chị báo là giúp em nhá. Xinh quá. A29 thôi em ạ, áo phản quang. Đây các chị này, những cái hình như này là phản quang hết đấy, là nó làm phản quang hết luôn. Có lên áo len nhá, khi hạ áo len luôn. Rất là nhiều áo len. Chị nào lấy A29 thì các chị comment cho em cái này là A29 và kèm số cho em. Với giá là 135 nhá. 135.000 rồi để em qua mẫu nhá. Màu nào cũng xinh các chị nên lấy hai cái đi ạ. Khuyên các chị nên lấy hai cái, màu nào cũng đẹp. Em có vàng, em có đen và em có màu trắng. Chị nào lấy A29 màu nào các chị chốt cho em màu đấy nhá. 135. Nói thực sự là màu nào mặc lên cũng rất là đẹp, có vàng, có đen và có trắng. 135.000. Vừa nhận hàng nhà chị là xong. Không cần nhiệm hàng, áo len họa tiết chất ưng hết sảy. Úi giời ơi, cảm ơn tiếp mai nha, em cảm ơn chị yêu. Thật sự là kiểm tra hàng em lỗ ấy. Cứ hàng như thế các chị mua, các chị kiểm tra làm gì. Hàng bây giờ em mua, em mà kiểm tra là em lỗ thật sự. Thà cái tuần trước mà em bị mất 30 cái đấy. Trong khi đơn hàng hoàn để có 40 mấy đơn, trăm mấy cái. Mà bị móc mất 30 cái. Nên là bây giờ các chị lưu ý là không kiểm tra hàng nhá. Em kiểm tra hàng em toàn bị thiệt, hàng toàn bị mất. Rồi lên con áo này này đi các chị ơi. A30 cho em chiếc áo này nhá. Bán tặng áo này cho các chị nhá. 99.000 áo này nhá. A30. Chị nào lấy A30 để các chị chốt cho em. Cái này là A30 cho em 99.000. Hứa đảm bảo luôn. Áo này không ở ngoài có luôn. Không bao giờ có giá 99.000 cho em nhá. Mã số cho em là A30. Chị nào lấy A30 thì các chị chốt A30 cho em áo này nhá. 99.000. Ôi dồi ôi, 40 cân đến 65 cân đổ về cho em này. Trời ơi, A30 và kèm số cho em nhá. Chị cọc rồi em nhặt hàng ạ. Thì bên em cứ cọc thì bên em mới nhặt hàng. Trời ơi, đẹp quá. Áo xinh chưa? 99.000 các chị có tin được áo này không? A30 và kèm số điện thoại cho em nhá. 99.000 một cái áo, 40 cân đến 60 cân cho em. Chị nhân lên một cái ok chị yêu này. Hàng nó sẽ nguyên cùng như này cho các chị nhá. Em không còn nhiều đâu. Cổ của nó là cổ bẻ như thế này. Form dáng đẹp cực kỳ, tay bo viền. 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Một chiếc áo xinh như thế này. Đấy, chị nào lấy A30 thì chị cứ lên mã cho là A30 cho em. 99.000 một chiếc áo len. Chất đẹp vô đối, đẹp cực kỳ. Lên mã cho là A30 cho em nhá. 99.000. Chất siêu mềm, siêu mịn, siêu sang, siêu sướng. Mặc vào là nhớ nhà em ơi luôn đấy. Này đó chị này. Áo này em thấy cái màu của nó hơi già ấy, các chị mua về cho các bà, các mẹ, các bác của mình nhá. Ok chị Minh chỉ mua A30 ạ. A31 giúp em lại nhá. Quần em mặc có bán 189.000 mã C1. Chị nào lấy quần em mặc comment là C1 cho em. A31 này. Em bán tặng áo len này cho các chị luôn, 40.000 đi. Tại vì cái màu của nó, cái này chắc là các bà, các mẹ, các bác của mình mặc nó sẽ hợp hơn. Cái màu của nó hơi bị tối. A31 cho em nhá, 40.000 đồng. Mua về tặng bà, tặng mẹ, tặng bác, tặng cô mình. Nói chung là tầm tuổi là tầm trung niên. Tầm trung tuổi các cô sẽ mặc cái này đẹp hơn, hay các bác sẽ mặc cái này đẹp hơn nhá. Còn chị em mình mặc nó sẽ bị già. Em bán tặng các chị 40.000, mặc dù chất của nó rất là dày, nhưng em vẫn bán tặng các chị 40.000 để về mình tặng cho cô, chất đen đẹp lắm. Giá của nó vẫn đang mình mà 90.000 đấy. Giá limit là 90.000 này. Thôi em giảm bán tặng cho chị 40.000 nhá. Thôi để về mình tặng quà cho bà, cho cô, cho bác của mình. Thực sự cái áo này về tặng là hợp hơn. Các cô mặc sẽ hợp hơn chị em mình. Tại vì màu của nó hơi già. Cái công nhận màu của nó già ấy. Tại vì cái đường vân đường viền này 40.000 các chị cứ mua về xem đúng không. 40.000 chất nó có đẹp không. Hàng này 90.000 của em đấy. Nhưng mà thôi em bán tặng cho chị 40.000 nhá. Chất dày lắm, không phải chất mỏng đâu. Cái chất này cực kỳ dày, chẳng qua nó màu của nó hơi già một tí. Em bán về để các chị mua về cho tặng cho mẹ của mình. Thật sự luôn. Về đừng bảo 40.000 nhá. Các cô, các bà không tin đâu. Làm gì ai 40.000 mà được cái áo này. Chắc áo đẹp đúng rồi. Cái màu này mà màu sáng không bao giờ em bán 40.000 đâu. Nó là màu tối quá. Màu hơi già nên em bán đấy. Rồi, đem bộ mochino cho các chị yêu nè. Bộ mochino cho em nha.
A32 giúp em nhé. 139 A32 bộ Moschino. Lên từng màu cho các chị, 40 cân đến 60 cân cho em. Bộ đẹp đấy nhá, cái bộ này là bộ đẹp đấy. A32 cho em nhá, 139.000 A32. Đây bộ Moschino cho em này. Chất chưa? Chất chưa các chị, đã thấy chất chưa ạ? A32 vào kèm số cho em bộ Moschino, đẹp vô cùng. Chất u mì hàn nhá. Chị nào lấy A32 thì các chị cứ chốt là A32 vào kèm số cho em. 40 cân đến 60 cân đều đầy đủ, có size hết cho các chị yêu luôn. 139.000 A32. Áo phông kiểu phối sơ mi không em? Có áo sơ mi phối với ghi lê. Ok chị Thơm nhé, một bộ cho em, bộ này mặc ở nhà thì sướng ấy chị ơi. Mình mặc đi chơi, mình mặc đi làm, mình mặc ở nhà đi ngủ cũng rất là ấm luôn cho em nhá. Vừa đẹp vừa lịch sự luôn, quần dài cho em này, 40 cân đến 60 cân đổ về cho em nhá. Mã số cho em là A32, 139.000 một bộ thôi. Chị nào lấy A32 thì các chị cứ chốt là A32 cho em, cái chất quần của nó mê luôn các chị. Cái này thì thực ra có em có đăng ảnh mẫu ấy, có đủ màu ấy, em lên từng màu thôi chứ em không lên nhiều màu, không lên nhiều màu các chị không chốt được màu đâu. Mình thích màu nào thì mình chốt thôi. Hoặc mình xem tất cả các màu, sau đấy mình nghĩ lại xem là mình ưng màu nào thì mình chốt được chưa ạ. Rồi, chị Trúc Hoàng 31, chị Trịnh Vân 32. Chị nào lấy 32 thì các chị cứ lên mã cho là A32 cho em nhá. 139.000 đồng. 139.000. Rồi sau cái này em sẽ lên chất váy. Ở đây có cả màu đen rồi màu hồng, màu kem nhỉ. Bộ Moschino ấy. Rồi, áo này là dáng cardigan, dáng vừa nha các chị ơi. Em bán tặng cái áo này cho các chị luôn. A33 giúp em áo này nhá. Em bán tặng cái này là cardigan mỏng, không dày. Rồi, thóc chơi chơi thôi. A33 cho em nhá, 79.000 đi ạ. A33. Chị nào lấy A33 thì các chị chốt A33 cho em, 79.000. Còn mỗi duy nhất màu xanh. À, còn một cái màu cam. A33 cho em nhá, 79.000 đồng A33. Chị nào lấy A33 thì các chị chốt cho em ạ, 79.000. 40 cân đến 65 cân cho em, tí nữa em lên từng màu nhá. Chị nào lấy A33 thì các chị chốt A33 giúp em nhá, 79.000 này. Đấy, cái viền của nó, cái họa tiết của nó là Burberry, nhưng mà nó không có màu của Burberry. Mà nó, à, mấy nhá? A34 à? A34 cho em nhá. Không, A33 đấy. A33 cho em nhá các chị gái ơi. A33 cho em. 79.000 dạng vừa, không nóng. Ở chung miền Nam các chị kiểu khoác sơ sơ, mình mặc với váy mình khoác nhẹ nhẹ cho em nhá. 79.000 A33 hoặc A34 cũng được. Hai cái A33 hay A34 cũng được cho em nhá. A33 hay A34 cũng được. 79.000 thôi. Cái gì? Mất rồi á, đang còn ở trên kệ mà. A34 cho em nhá. A34. Chị nào lấy đây em buộc cái mã này đi. A34 cho em nhá, 79.000 A34. Chị nào lấy màu nào thì mình cứ chốt là A34 cho em là có đơn. Rồi lên vào áo phao này đi. Áo phao này luôn nha các chị. Áo phao này các chị mua ở đâu được cái áo phao này thì em tặng luôn. Mua được đâu nè, giá như em bán em tặng các chị con áo phao này luôn nhá. Phao này là phao, không phải phao béo đâu, phao vừa vừa. Mã số cho em là A35. Chị nào lấy phao này thì các chị lên cho em mã này là A35 cho em nhá. Phao siêu ấm, siêu mịn. Siêu ấm nha mọi người nhá, A35 ở kèm số cho em này. Vừa bán vừa tặng các chị yêu luôn áo này. A35 ở kèm số cho em nhá, 40 cân đến 62 cân đều có size. Bao hàng Quảng Châu, hàng xịn sò cho các chị áo này luôn. A35 cho em nhá. Có hai quả bông hai bên này. Đấy. Có mũ luôn, mũ tháo rời cho em, 139.000 A35. Chị nào lấy A35 thì lên mã cho em là A35 cho em, 139.000 nhá. 40 cân đến 62 cân đổ về cho em ạ. Trời ơi, mặc vào nó ấm luôn. Mặc vào nó gọi là ấm phê luôn đấy các chị ơi. Cái này mà thời tiết lạnh lạnh một tí ấy, rất rất đậm rất hại ấy. Chị em mình mặc con áo này thì thôi. Quá là ấm luôn. A35 cho em nhá, màu bò. Em đang mặc là size M ấy, 40 cân đến 62 cân cho em nhá, 139.000. 139 mã A35. Chị nào có phao thì mình chốt cho em mã này là A35 cho em nhá, 139.000. Form đẹp, kiểu dáng đẹp. Thực sự là đẹp luôn. Không bảo không có size ấy, chắc bạn ấy không biết nữa chị. A35 cho em nhá. Chị nào lấy A35 thì chị chốt A35 cho em. Chất dày quá. Mặc đây lên nhìn cái màu này, đây cái màu này
sao này cho em nè. A36 á chị. Lúc nãy có màu kem, bây giờ là màu xanh. A36 cho em nhá, 159.000. A36. Áo khoác A35 57 cân, thoải mái luôn ạ. A36 cho em. A36 cho em nhá. Trời ơi, 159.000 màu xanh. Màu xanh năm nay đang hit đấy các chị. Chị nào lấy A36 đấy, các chị cho A36 cho em màu xanh nhá. Màu xanh đẹp lắm, nhưng mà chỉ có 5 cái thôi. 40 cân đến 65 cân cho em nhá. A36 159.000, chất len siêu mềm. Đấy, chị nào lấy A36 thì các chị cho A36 cho em nhìn chất luôn em ạ. Mềm lắm luôn đấy chị thấy không? Mềm cực kỳ là mềm. 40 cân đến 65 cân nó mềm là nó đung đung luôn đấy các chị. Chất của nó siêu mềm nhá. 159.000 hàng đẹp luôn cho em từng cái cúc này. Ở chung cái màu xanh này, chị nào mà thích kiểu màu xanh thì các chị không có chốt được thôi. Cái kiểu màu của nó là lạ lạ cho em nhá. Cái màu lạ thôi chứ thực ra cái màu này là màu lạ thôi. Và chất cũng như cái kia. Cái kia thì màu nó cúc dân hơn. Còn cái màu này thì chị nào mà thích kiểu lạ lạ một tí chị em mình cướp con này cho em. Bây giờ em sẽ qua cho các chị một mã set nha. Qua cho mọi người một cái mã set len đi. Set len này cũng rất là đẹp luôn. Rồi ok chị mình chỉ ngô một cái 35 này. Qua cho các chị một mã set len này nhá. Đây. Này khách nhà em đóng rất là nhiều. 40 cân đến 65 cân cho em nhá. Xe này có chị lên luôn cho em là A37. Chỉ có bò dáng ôm thôi chị ạ. Dáng bo thì có 1-2 mã. Dáng bo là hàng đắt. A37 cho em nhá, 149 nguyên bộ. 40 cân đến 65 cân đổ về cho em này. Chị nào lấy A37 các chị chốt cho em là A37 và tên số cho em nhá. 149.000 A37. Đấy. Cứ lên mã hay là A37 và kèm số điện thoại cho em. 149.000. 40 cân đến 65 cân đổ về cho em set này. Xin nhớ các chị ơi. Đấy, chị nào lấy A37 đó chị chốt cho em là A37 cho em nhá. 40 cân đến 65 cân cho em 139.000. Cả set. 149.000. Đây áo này mình mặc lệch vai cho em được. Set này mình mặc lệch được cho em nhá. Mặc rớt vai cho em như này cũng xinh. Nói chung set này mình mặc lên á, mình mặc lên rồi mình mới biết form như thế nào. 40 cân đến 65 cân cho em nhá. A37 em còn duy nhất màu này, không còn màu khác. Còn mỗi màu này thôi, bảo là mới đầu vụ nhưng mà đã hết hàng rồi các chị ạ. Đẹp vô cùng. A37 cho em có một màu thôi, không có màu khác. 40 cân đến 65 cân đổi cho em nhá. Nguyên set này, chất siêu đẹp luôn á. Form đẹp bao gồm cả set luôn nhá. Chị Hồng Nhung một set luôn cho em ok này. Hệ thế mà có màu set khác là hết màu ấy. Màu khác là hết hàng từ lâu. A37 cho em nhá. Màu này cũng trộn cháy hàng mà. Màu này khách em đặt rất là nhiều đi nước ngoài ấy. Đặt nhiều cái màu này lắm. Tại vì màu này ở nước ngoài ấy, ra nên các thứ là người ta chơi tất cái quả này luôn. Màu gì cũng được, miễn form to. Aloso OTC. Ok chị Nana hai bộ luôn cho em này. Dáng tinh thể dáng đẹp đấy nhá. Người dáng nam. Ôi, cái khoác lên đấy chị ơi. Em hứa nhá, cái khoác này năm ngoái mua 280-290. Khoác này đó chị lên cho em là A38 đi. Cái màu này sang này. Ôi, A38 và kèm số điện thoại cho em nhá. 40 cân đến 65 cân đổ về cho em. Con này đó chị nên lấy. Lên mông tơ ghi hào loại 1. Thôi cái tối A38 em các chị yêu ơi. Chị nào lấy A38 thì các chị phải chốt luôn cho em mã này là A38 này. 40 cân đến 65 cân đổ về cho em con áo này nhá. Trời ơi, đẹp quá. Chắc lên vừa dày vừa mịn và vừa đanh. A38 cho em nhá, báo giá dần mình 239.000. Dã man 239.000. Ôi giời, 239.000 A38. Chị nào lấy A38 thì các chị lên đúng mã cho em nhá. 40 cân đến 65 cân cho em nhìn đằng sau giúp em nhá. Quay sau cho các chị xem này. Mê hồn chưa? Nó là hàng thêu và nó là dòng len mông tơ ghi cho em. Chị nào mà sành hàng cao cấp mình biết ngay mà. Ok chị Minh Chí Ngô một cái này. Chị Thùy Trang một cái luôn cho em. 239.000. 40 cân đến 65 cân cho em. Chất siêu đẹp khóa kéo cho em nhá. Sang xịn mịn luôn. Áo này ra shop 350.000. Không có hàng đâu. Thật sự các chị ơi, khóa tất cả là khóa đồng cho em. Chống gỉ luôn. Nên là các chị yên tâm bỏ máy giặt cho em có mũ này. Rất là anh chơi và sành điệu nha các chị nhá. Đi cho em một con bót da nữa thì quá là đẹp.
Đấy, một đôi bot tối nay em phải sắm một đôi bot em về em mix cho các chị xem. Đẹp vô đối nhá, mình mặc mình kết hợp lên là mình cái quần áo mình nó có tầm luôn các chị ơi. Chất này, mềm chưa? Ok, chị Vũ Thị Nhung một cái cho em luôn. A38 cho em, 239.000, 240.000 thôi, nhưng mà mình mua được một con áo chất lượng. Mình về mình mặc có thể là đến Tết mình mặc vẫn được. Ok, chị Quyên Đặng một cái, chị Thảo Như một cái luôn cho em. A38 cho em, 239.000 một chiếc, 40 cân đến 65 em bao vừa. Và chất liệu của nó là hàng len mông tơ ghi, chất rất là mềm và rất là đanh cho em nhá. Yên tâm bỏ máy giặt vô tư cho em, quay máy giặt thoải mái đi, không vấn đề gì hết. Nhưng mà em bảo rồi, em khuyến cáo các chị là đồ len chỉ giặt tay với áo kiểu. Áo kiểu và đồ len chị mình giặt tay thôi nhá. Rồi cái này còn không em? Chị Hà Linh một cái, chị Hương Loan Phan một cái. Ok đó chị yêu. Rồi chị Vũ Thị Nhung có luôn, 239.000 một cái cho em, 40 cân đến 65 cân cho em nhá. Chị nào lấy A38 thì mình cứ lên mã cho là A38 cho em. Ờ, đưa chị cái màu khác đi. Rồi chị Dũng Phương Linh một cái này. Rồi chị bây giờ lên cho các chị cái quần bò này đi. Lên cho các chị một mã quần bò lên một cái thôi. Quần bò 4P cho em này. A35 phao lúc nãy mình lấy 2 cái. Ok chị. Đây, quần bò này rất đẹp luôn á. Quần bò này là dáng ôm cho em nhá. A39 ML, S dưới 50, M dưới 52, L dưới 54. Chất quần co giãn vừa phải. A39. Chị nào lấy A39 thì các chị chốt A39 cho em. SML, SML cho em nhá. 149.000 một quần. Chất quần đẹp, dáng dài. Đấy, chị nào lấy A39 thì mình cố lên mã cho là A39 và kèm số điện thoại cho em. Với giá là 149.000 một quần. Form đẹp lắm các chị ơi, nhìn cái dáng quần của em này. Sướng chưa? Dáng gọi là mặc lên nó thẳng đuột cái chân luôn ấy, nó không hề gọi là bị sao đâu các chị nhá. Tôn dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đây, đầy đủ size cho các chị luôn. SML, chị nào lấy A39 thì các chị cứ lên mã cho em là có đơn. Boy thì không, boy chỉ có hàng đắt thôi. Chị nào lấy A39 thì các chị chốt cho em nhá. Em thấy mùa đông ấy hay là gần Tết thì các chị hay mặc quần bò dài. Úi dồi, bây giờ mà bắt em chui vào nữa là thôi. Em cái bệnh em thử đồ lâu lắm, em mặc quần lâu cực kỳ. Không hiểu sao nhưng mà em mặc quần dài là em lâu cực kỳ. Hay là do mình mặc quen quần đùi rồi ta. 50 cân mặc size M đi chị. A39 giúp em nhá. A39 ạ. A39 và kèm số điện thoại cho em nhá. Đấy, 3GB thì có con bóng nào không nhỉ? Chị nào lấy A39 thì các chị cho em là A39 và kèm số cho em 3GB bò ấy. A39 em nhá. 159.000, à 149.000. Cái màu đỏ này còn có 2. Cái màu đỏ này còn có 2 cái thôi. Ok, chị Thắm Bùi size L. Em thấy mùa đông ấy chị hay mặc quần ôm mà. Tết ấy, tại vì Tết năm ngoái bắn quần ôm dã man. Không, em không có quần 60 cân ạ. A40 cho em nhá. A40 các chị ơi, 145.000. Kéo giống lúc nãy màu vàng mà các chị ở màu khác ấy. Chân váy da chưa có mẫu đẹp đâu ạ. A40 cho em nhá. 145, 40 cân đến 65 cân. Rồi chị Bích Hồng một cái xanh M, chị Tâm Tô một cái xanh L. Ok chị yêu. A40 cho em nhá, 145.000. 40 cân đến 65 cân đổi về cho em ạ. Lúc nãy có màu vàng nữa, bây giờ len đỏ. Len đỏ chứng tỏ là rất là may mắn. Thật sự luôn, mùa Tết ấy, Tết nhiều chị hay mặc áo màu đỏ lắm. Nhiều chị hợp với màu đỏ ấy. Áo này mặc cởi ra. Áo đấy em còn màu đấy. Chị nào lấy A40 thì chị cho em là A40 áo này nhá, 145.000 một áo rồi ạ. Rồi chị Hà My một cái A40 cho em này, 145.000 cho em nhá, 40 cân đến 65 cân. Rồi chị Trâm Coco một cái A38. Chị nào lấy A40 thì mình cứ chốt A40 cho em nhá, 145.000. Đây em lên cho các chị một mã 3GB Umi này. Quần dài nhá. Quần này thì các chị đi làm được này. Đi làm, đi chơi đều là ok. Quần dài này em sẽ có size từ size 40 cân đến size 65 cân cho em. 65-70 cân vẫn có thể vừa. Cái này là quần baggy Umi nhá các chị. Quần baggy Umi cho em nhá. Quần này các chị lên cho em là A41. A41 cho em là quần baggy Umi. Chất liệu của nó là chất Umi Hàn, hàng Việt Nam xuất khẩu. Cạp của nó là cạp đá, rất nhiều cạp khác nhau. Đây là những cái cạp mà em dơ điển hình thôi. Cái quần này thì bao hàng xịn sò. Cái này nhà em là túi hai mặt luôn. Còn nếu mà túi bình thường thì hàng trong một mặt nhá. Cái này nhà em sẽ có cân. Chất là chất Umi Hàn, hàng Việt Nam xuất khẩu. Có size từ 40 cân đến 65 cân cho em vẫn có thể mang vừa cái quần này. Nói chung cái quần này mà chị nào mà sệ bụng này, sệ mông này,
Mặc quần này là có nâng mông nâng bụng luôn cho em nhá mọi người nhá. Với giá là 169.000 những hai cái quần, có chất liệu là ôm mì Hàn, quần dài. Đấy. Đúng không các chị, bây giờ thời tiết lạnh lạnh tự nhiên các chị ra ngoài đường các chị mặc quần ngố à? Mặc quần ngố hay mặc quần lửng đúng không? Là phải mặc quần dài, quần này gọi là mưa nắng cái gì ok thoải mái luôn cho em. Mùa hè mặc thì mát, thấm hoát mồ hôi, thấm hoát gọi là thông hơi. Mùa đông thì mặc rất là ấm tại vì chất u mì Hàn mà. Nó giống như là cái quạt điều hòa ấy. Mùa đông thì các chị mặc lên nó rất là ấm tại vì nó tránh cái thoát nhiệt ra bên ngoài. Nói chung cái quần này là khách nào nhà em mua cái quần này đều gọi là mê, đều muốn mua thêm à. Mua hai cái mua về lại muốn mua thêm tại cái này mặc lên tôn dáng lắm ấy. Bộ mốt màu đen, bộ Chanel đá đi. Rồi ok chị yêu, chị nào lấy A40 thì các chị lên cho em mã này là A40 cho em nhá. Em bảo lên bộ mốt chino màu đen, bộ Chanel đá. A41 à? Ờ đơn tối qua thì em vẫn đang gọi đấy chị ạ. Vần A là của chị anh đúng không? A41 cho em nhá, 169.000 hai quần. Đang gọi nha các chị yêu ơi. Đấy, chị nào lấy A41 thì mình cứ lên mã cho là A41 cho em. 169.000 những hai cái quần. Các chị được chọn cạp cho em 3 4 cái quần thì mình cứ chọn cạp thoải mái luôn cho em nhá. A41 và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Với giá bán tặng là 169.000 hai cái quần. Ba ghi bò thì chưa có ở đây đâu chị ạ. Đây. Nên lấy cái này cho em. Nên lấy đó chị ơi. Dã man chất này. Kinh khủng khiếp chưa, bên trong nhá, bên trong chất vải cho em này. Dã man chưa? A42 cho em áo này. Chị nào lấy A42 đấy chị chốt cho em, chắc em để làm một cái nào em mặc mất. Nó vừa dày, nó vừa ấm, nó vừa mịn, nó vừa xịn các chị ơi. 239.000 A42 cho em nhá. Chị nào lấy A42 thì các chị chốt cho em là A42 và kèm số cho em. 239.000. 239.000 A42 nhá. Rồi chị cũng ngân A41 này. Đẹp quá. Cái màu của nó tây cực kỳ đó chị ơi, màu đen. Ôi màu đen. A42 và kèm số cho em. 239.000. Chị nào lấy A42 thì các chị chốt cho em là A42 nhá. Ok, 41 là quần. A42 cho em. 40 cân đến 62 cân đổ về cho em. Chị nào lấy A42 thì các chị cứ chốt là A42 và kèm số điện thoại cho em nhá. 239.000 một áo phắc len, chất dày. Len mông tơ ghi các chị biết rồi, chất dày mịn mà đanh cực kỳ luôn. A42. Rồi ok, 41 là quần cho em nhá. Chị nào lấy quần cứ comment là A41. Còn màu đen này là A42 cho em. 40 cân đến 60 cân đổ về cho em nhá. Mũ này chất rất là đẹp luôn. Cái viền này, viền nâu này, bo viền nâu, tất cả nó là đen phối nâu. Các chị ơi, từ chi tiết bé nhất cho em này, từ cái viền tay này, từ cái mũ này, từ cái logo này, từ cái cổ áo cho em hay từ cái dáng mũ cho em đều là nâu phối viền. Đấy, nâu phối viền điên. Chị nào lấy A42 thì các chị cứ chốt là A42 cho em nhá. Đen phối nâu đấy, đen phối nâu cho em, chữ lớp cho em này. Chị Phạm Nhung một cái, kiểu trời tiết lạnh lạnh cho em mặc cái này rất là ưng ý luôn cho em nhá. Rồi ok, chị Thảo Như một cái cho em luôn này. 239.000 một cái, 40 cân đến 62 cân. Bao vừa mã này cho em nhá, chị đặt xương một cái luôn cho em này. Chị nào lấy A42 thì các chị cứ lên mã cho em là A42 cho em là có đơn. 239.000 được cái áo chất dày, gọi là quá là dày, dày nhưng mà phải đanh. Để khi sau các chị mặc nó không bao giờ bị rão nhá. Mặc lên mà rão thì nói chung là vứt luôn, kéo lên đấy mà là vứt luôn, nó không giống như áo bình thường. Được chưa? Được chưa? Chị nào lấy A42 thì các chị cứ lên mã cho là A42 và kèm số điện thoại cho em. 40 cân đến 65 cân thoải mái cho em nhá. 239.000. À chị 50 cân chị mặc xanh mờ đó chị Tuệ nhá. Hai cái A42 rồi. Chị lấy cái gì thì nó bên em có đọc lại check đơn cho mình mà. Chị nào lấy A42 thì các chị cứ lên mã cho là A42 cho em. 239.000 nhá. Trời ơi. Mua được áo này 239.000 là về các chị sướng luôn. Sướng luôn cái quả này ấy. Các em còn lộn xộn ít nhá. Còn lộn xộn ít màu thôi. Đây là em bán tặng nốt cho các chị áo này luôn này. Sơ mi cho em nhá. Có vàng, có đen và có tím than. A43 giúp em áo này. Bán tặng các chị 65.000 đi. A43. Chị nào lấy A43 để các chị chốt A43 cho em nhá. 65.000 đồng. 65.000 A43 đi. Áo kiểu tay dài. 65.000 A43.
65.000 đi. Khi nào cái A43 thì các chị cứ A43 cho em nhé. Có cả một tính thao như thế này. 65.000. Đây. Màu tím than nó lại như thế này. Đây. 65.000 cho em con này. Ôi nói chung màu tím than lại như thế này. Màu đen lại như thế này. Đấy. Mà màu vàng lại như thế này. Nói chung mỗi một mã nó sẽ có cái màu khác nhau. Được chưa? 65.000 cho em nhé. Áo này không có nhiều, A43. Rồi chị Trâm Coco 42. Bộ mochino này các chị ông chốt nữa này. Không chốt nữa là thôi nha. Không chốt nữa là tiếc nha. Tiếc lắm luôn nha. Rồi. Nhiều lần chị mà không được. Có cái thì ngắn, cái thì rộng chị bốc cho em nhá. Bên em đổi trải cho mình luôn. A44 giúp em. Bộ này màu kem thì rất là đẹp với chị ơi. A44 và kèm tối cho em các chị cũng biết rồi. Mua hàng online trên mạng không phải là 100% là mình sẽ mặc vừa như các chị mua ở ngoài shop. Có cái vừa, có cái sẽ bị rộng một chút xíu, các chị có thể sửa được thì mình sửa giúp em. Không thì các chị inbox bên em đổi trả cho các chị sang mã khác hoặc sang cái size nó vừa hơn nhá. A44 cho em nhá mọi người. A44 cho em này. 139.000 bộ này. A44 nhá, 40 đến 60 cân đổ về cho em. Đấy, chị nào lấy A44 thì các chị cho em mã này là A44 cho em. Với giá là 139.000 A44. Các chị cứ thích màu nào mình chốt thôi. Bây giờ biết màu nào em lên được. Bây giờ em không lên đúng lúc nhiều màu nữa đâu. Các chị không nhìn rõ được màu đâu. Bộ này có màu đen không em? Bộ này em hết màu đen. Không có màu đen, hết màu đen mất rồi. A44 cho em nhá. Bộ này không có màu đen ạ. Em không còn màu đen. Chị nào lấy màu kem thì các chị chốt cho em là A44. Bộ Kenzo thì còn mỗi màu trắng. À bộ Kenzo kéo khóa. A44 cho em nhá. Chị Cúc Chibi một bộ này. Rồi chị nào lấy A44 thì các chị chốt cho em là A44 cho em. Chị Hằng lên một cái A43 rồi. A44 cho em nhá. 139.000 thôi. Rất u mì à, rất là sướng. Mặc ở nhà chỉ có mê thôi. Đi với giày thể thao và các chị đi với dép bình thường mặc ở nhà rất là xinh. Quần em mặc mã là C189 ạ. Còn chị nào lấy cái này thì mình cứ chốt cho em cái này là A44 cho em nhá. Bộ màu kem. Em thấy màu kem đẹp mà. Màu kem nhiều chị chốt lắm ấy. Ok chị Santa một cái, chị Tệ Nguyễn một cái luôn cho em này. A44 cho em nhá. 139.000 cả bộ cho em. Rất siêu mềm mà siêu sướng. Chị nào lấy A44 thì các chị cứ lên mã cho em là A44 cho em là được. Không rồi. Hả? Cái áo này em còn 2 cái này. Không biết áo gì. Áo à, này hình như đợt trước có về có bán này này. Thôi em bán tặng áo này cho các chị nhá. 60.000 A45 giúp em. 60.000 áo tay dài đi. Em không nhớ nhập vào bao nhiêu ấy. À đây 99.000 chết mà. 70.000 à. 70.000 nha các chị. A45 giúp em. À cái bộ đấy các chị cứ 60 cân cho em nhá. Áo khoác hồi nãy là mã bao nhiêu? A42 ạ. A45 giúp em nhá. 70.000 đi. Chết cha, không nhìn giá. Tưởng cái này lộn xộn. 500.000 này không được. 70.000 A45 còn 2 cái. Chị nào lấy A45 thì các chị cứ A45 cho em 70.000. A45 cho em nhá. Hàng tốt tốt này. Chắc đẹp quá các chị ơi. Áo này thì cái này các chị mặc thêm cho em là áo quây và áo bờ ra ở bên trong nhá. A46, 49.000 đi. A46 cho em 49.000. Chị nào lấy A46 thì các chị cho A46 cho em nhá. Áo dạ mũ hôm qua. Dạ mũ áo nào nhỉ? À không, hết hàng rồi. Em không còn. A46 cho em nhá. 49.000 đồng. Nhớ về mặc cho em thêm một cái áo bờ ra ở bên ngoài nhá. À, ở bên trong. Cái này các chị cứ 54 cân đổ về là đẹp nhất. A46, 49.000. Mặc cho em cái áo dây. Mặc cho em cái áo dây nhá. Áo dây ở bên trong nhá. A46, 49.000 đồng. Chị nào lấy A46 thì các chị cho A46 cho em 49.000. A46 cho em nhá. Áo khoác màu đen là A42 ạ. A46 chị có comment đúng là có đơn. A46 cho em nhá. À chị Thuy Nguyễn 2 cái này. 49.000 một cái cho em. Cái này để mặc thêm cho em cái áo dây hoặc áo bờ ra. Áo này nó đang hot ở trên mạng đấy. Đang bán trăm mấy ấy. A46. Áo này em cũng không còn nhiều chị ơi. A47 cho em nhá.
A47 cho em vẫn đang còn áo ngực A47, 40 cân đến 60 cân đủ với cho em nhá. Áo này hôm trước khách lấy hết mà em bảo không bán đấy. Em có màu đen và em có màu vàng, với giá là 115.000 A47. Chị nào lấy A47 đó, chị chốt cho em là A47 cho em nhá. 115.000, 40 cân đến 60 cân đủ với cho em là vô tư mã này. Đấy, em sẽ có màu vàng và sẽ có màu đen. Chị nào lấy A47 màu nào ấy, chị chốt cho em màu đấy, màu nào cũng xinh hết nhá. Form dáng đẹp, chất đẹp, rất là mềm và mịn luôn cho em. 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Chị nào thích A47 mình cứ lên mã cho em là A47 cho em. Với giá là 115.000 một áo này. Chất siêu co giãn là mặc siêu thích luôn. Từ 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Đó chứ A47 và kèm màu cho em. Với giá là 115.000. Trời ơi, chất không thể che vào đâu các chị ơi. Rất là mềm và rất là đẹp luôn. Chị nào lấy 47 thì cứ comment là 47 cho em nhá. 115.000. Ôi. Ôi chị ơi, đẹp quá. Thêu này. Thêu kim xà đằng sau cho em này. A48 cho em nhá. 109.000 A48. 40 cân đến 62 cân đổ về cho em này. Thêu Kenzo đằng sau này. Đằng sau cái hình hổ cho em nhá. Đấy, chị nào lấy A48 thì các chị chốt cho em luôn mã này. 109.000. Trời ơi, cardigan giảm ngắn em lên rất là nhiều mã luôn đấy chị. A48 cho em nhá. 109.000 A48. Trời ơi, em hứa em đảm bảo với các chị là chất của nó rất rất là đẹp. Chị nào lấy A48 thì các chị chốt luôn cho em. 109.000. 40 cân đến 62 cân cho em có thêu nhá. Có thêu chữ Kenzo này. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp A48. Chị nào lấy A48 này lên đúng mã. Em còn đúng 5 cái. Kenzo mà đằng sau có hình đấy chứ. Mặc lên nhìn thấy đằng sau đã mê, đừng nói là nhìn trước mặt luôn đấy chị nhá. Nhìn đằng sau đã thấy mê rồi đấy. A48 là kèm số cho em nhá. 109.000 thôi. Ok chị Nana hai cái này. 109.000 cho em. Hôm đẹp thì cho trả lại luôn. Kenzo là Kenzo thêu. Form đẹp, chất đẹp, 40 cân đến 62 cân. Chị nào lấy A48 thì các chị chốt cho em nhá. Rồi chị Hiền chảnh một cái này. Rồi ok chị chiều nhá chị ơi. Chiều được không ạ? Bây giờ đang giờ nghỉ trưa chị ạ. A48. Ô con này nặng quá hả chị ơi. Hàng VIP này. Hàng VIP con này đó chị để chốt ngay nhá. Đã man rẻ quá. A49 và kèm số điện thoại cho em này. Trời ơi, cái chất của nó dày và đẹp lắm đó chị ơi. A49 em có 239.000 cái khoác dạ này thôi. Khoác len, khoác len cao cấp. Len nhưng mà len phối dạ hay là cái này là khoác cao cấp luôn đấy các chị ơi. Tất cả cúc cho em đều là cúc đồng. Đây. Có theo logo luôn nhá. 239.000 mà A49. Chị nào lấy A49 đi đó chị cho em là A49 cho em. 40 cân đến 65 cân. Bây giờ các bạn đang nghỉ trưa nhá. Tí nữa tầm 1:30 là chốt ngay cho các chị luôn. Cái màu của nó tây, màu của nó đẹp các chị ạ. Và thứ hai là nó là cao cấp. Mặc vào một cái áo mà mình biết hàng của nó là sẽ là hàng như thế nào. Nó sờ, nó mịn và nó dày. A49 cho em nhá. 239.000. Mặc đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Đi đâu cũng được luôn cho em. Chị nào lấy A49 đi đó chị cho em là A49 cho em nhá. 239.000. Rồi chị Hà My một cái này. Em cảm ơn chị Băng Băng. Rồi chị nào đã 49 thì cứ lên mã cho là có đơn nhìn chất này các chị ơi. Sờ vào cái chất của nó em thực sự là nó quá là mềm. Mềm và nó dày nhá. Sờ vào nó cầm rất là nặng tay. Cái này gần 1 cân của em đấy. 8 lạng mấy. Còn sự kéo này các chị mua làm gì có giá 239.000. Toàn hơn 300.000 đúng không? 300-400.000 là ít. Nhưng mà cái này bên em bán tặng các chị có 239.000 thôi. Chị Hồng Nhung một cái cho em nè. Áo đầu là em mặc mã là A9, 125.000. Còn chị nào lấy áo này mình cứ chốt là A49 và kèm số điện thoại cho em nhá. A49 cho em, 40 cân đến 65 cân thoải mái luôn cho em. Chất vô cùng đẹp các chị ơi. Chất đẹp lắm, chất mê hồn luôn đấy. Gọi là chất bao sang và bao cao cấp luôn. Nhìn cái đường vân cho em này. Đấy rồi ok chị Tâm lên một cái A49 này. Chị nào lấy A49 thì mình chốt cho em nhá. Nếu chị bận không rồi ok chị Bích Hồng em có gọi lại cho các chị yêu mà. Cố gắng để ý nghe máy giúp em nhá. Hoặc gửi tin nhắn cho em cũng được. Đây, nhìn chất luôn giúp em này.
form đẹp, chất đẹp, dáng đẹp luôn. Cái cổ của nó là cổ cổ bẻ như thế này, tạo cảm giác các chị mặc lên nó rất là sang, sang xịn sò và đẹp luôn cho em nhá. Mã số cho em là A49. Chị nào lấy A49 thì các chị cứ chốt cho em rồi được. Rồi ok chị yêu, A49 cho em nhá. Rồi lấy cái quắc này. Đây em còn 3 bộ này. Bộ Kenzo. Bộ Kenzo cái này là dạng chui nhá. Chị lệ lệ 1,5 một cái A49. Ok chị yêu. Anh người ta còn chưa cả mác vào cơ. À A29 bây giờ là chịu đấy. Không biết cái mã nào. Đi qua rất là lâu rồi, chị xem lại like giúp em nhá. A40 giúp em. Học quên A50. A50 và kèm số cho em nhá. 40 cân đến 60 cân đổi về cho em. Mã số cho em là A50. 139 nghìn một bộ thôi. Ok, cho chị một mã lên cọc thôi con. Một mã lên cọc chiên thôi. A50 cho em nha các chị, 139.000 A50. 40 cân đến 60 cân đổ cho em nhá, mã A50. Chị nào lấy A50 thì các chị lên cho em này. Cái này là quần thêu. Quần này là quần thêu cho em nhá, thêu Kenzo này. Phê chậm. 40 cân đến 60 cân cho em nhá, nguyên cả bộ luôn. Tất cả họa tiết đều là hàng thêu cho em nhá. Chị nào lấy A50 thì mình cứ lên mã cho là A50 và kèm số điện thoại cho em. Với giá là 139.000 cả bộ cho em nhá. Kenzo màu trắng. 40 cân đến 60 cân đổ về. Đấy, chị nào lấy A50 thì các chị chốt cho em là A50 cho em nhá, 139.000. Lên đâu các chị một mã tri ân nhá. Rồi, rồi. Còn cái hàng này thôi chị ơi. Ôi chị ơi, đi đâu mà chẳng mất ship chị ơi. Nào các chị ơi, B1 cho em áo này đi. B1 cho em dòng đen kiều này. Hứa là áo này ở ngoài buôn 400.000. B1 cho em nhá, 279.000, chất siêu đẹp. Còn có từng đấy cái. Chị nào lấy B1 thì các chị phải lên mã nhanh cho em. Mã này là B1 cho em nhá, 279.000 này. Em ơi, sang, xịn và đẹp luôn. Cardigan dáng ngắn cho em nhá, 40 cân đến 65 cân cho em. Còn màu đen ạ. Chị nào lấy B1 thì mình chốt cho em là B1 cho em nhá, 279.000, 40 cân đến 65 cân cho em này. Em hứa là các chị nhận được cái chất này, các chị sờ. Sờ nó mịn ấy, mịn như da em bé ấy, các chị ơi. Mịn thực sự là rất là mịn luôn nhá. 279.000. Mã số cho em là B1. Chị nào lấy B1 thì các chị cứ lên mã cho em là B1 và kèm số cho em. 239.000 một cái. 40 cân đến 62 cân, thậm chí các chị 65 cân cho em là thoải mái. Nhưng đẹp nhất là tầm 60 cân đi. Đẹp nhất là các chị sẽ 60 cân đổi cho em nhá. Mã B1. 279.000 cái màu kem. Cái màu này Tây phải biết đấy. Sờ thật. Cái sờ mà cái chất len không nghĩ là nó hay. Chưa đến 300.000 đâu. Các chị mua bèo nhất một cái áo sơ mi à? Bao nhiêu? 200 mấy rồi. Đúng không? À, set đi lên 101 em vẫn đang còn. Chị nào lấy B1 thì các chị chốt B1 cho em. 29 á. À quên 279. 40 cân đến 62 cân. Chất rất là dày. Siêu dày, siêu mịn và siêu phê nhá. Rồi ạ. Áo thu đông em có luôn. Chị nào lấy B1 thì các chị cứ chốt lại B1 cho em. 239.000 thôi. Lên cho các chị một mã áo gió nữa này. Áo bomber hoa. Bomber hoa nhá. Rồi chị Hà Linh một cái B1 này. Rồi áo bomber hoa chị mixi một cái B1 cho em ok ạ. B2 các chị ơi. B2 ạ. Chị nào lấy B2 thì mình chốt B2 cho em nhá. Em thì không lai theo yêu cầu của khách đâu ạ. Cứ lên mã nào các chị thích mã nào mình chốt thôi. Còn mình chụp lại màn hình mình lấy những cái mã đấy cho em nhá. B2 giúp em nhá. 109 áo bomber hoa. 40 cân đến 62 cân cho em ạ. Chân váy em mặc. Em có chân váy nhưng mà các chị muốn mua chân váy như thế nào? Nhà em có chân váy 3 tầng đấy ạ. Chân váy da hay chân váy kaki hay chân váy thô. Đấy, mã này là B2 cho em nhá. 109. B1 là 279 ạ. Bomber hoa cho em, bomber hoa. Khóa của nó tất cả là khóa đồng hết. Nói chung là nó là hàng gió. Nó sờ và nó mịn lắm. Các chị cứ sờ cái áo này là các chị thấy vô cùng mịn luôn cho em. 40 cân đến 62 cân cho em nhá. Mã B2. Chị nào lấy B2 thì các chị cứ chốt là B2 cho em. Với giá bán tặng các chị là 109.000. B2 có xỉ luôn ạ. B2 có xỉ nhá, xỉ inbox cho em. Chất rất là đẹp luôn. 109.000 một áo luôn, mềm á. Đây các chị này, đằng sau này. Đẹp chưa? Đẹp ngời ngợi như này luôn. Chị thơm nữa một cái B2 này. Bơ mô hoa thì các chị biết rồi. Mặc lên form nó đẹp, chất nó đẹp.
mình có mình mặc thả line cho em một tí xíu không sao, mà mình mặc sơ vi, nói chung là mặc áo bờ ra áo dây, nói chung là khoác nhẹ nhẹ đi ngoài đường như thế này cũng xinh rồi nha các chị ơi. 109.000 một cái cho em hàng bomber nhà em là hai lớp nha các chị nhá. Chị Ngọc Thủy Tiên một cái luôn cho em này, chị Tuệ Nguyễn một cái B2 này. Chị nào lấy B2 thì mình cứ lên mã cho em là B2 và kèm số điện thoại cho em nhá. Quần em mặc là 189 mã C1. Nhà xỉ thì các chị inbox cho em đã có bớt nhá. Đấy, nhìn tăng mã cho em này, B2 và kèm số cho em. Chị Nana ơi, chị tôi tốt nhất là chị comment, chị chụp lại màn hình đi rồi chị gửi số lượng cho em, chứ chị có comment lung tung như này em làm sao biết được mà nhạt. Là Thảo Suka. Nhưng mà ý chị cứ comment lung tung như này em không lọc được đâu. Ví dụ như bộ Kenzo chị phải comment là A50. Bây giờ chị cứ comment là Kenzo như thế máy tính nó không bắt lệnh được đâu nhá. Hoặc chụp lại màn hình cho em, ghi số lượng vào đấy, bên em nhặt cho dễ. Rồi dạ, chị nào lấy B2 thì đó, chị cho B2 cho em nhá. Bán tặng các chị là 109 này, 109.000. Bây giờ lên cho các chị một mã lên cọc tri ân. Rồi sau đấy tí nữa một bạn bên em sẽ like hàng lôm côm cho mọi người. Còn tối em sẽ lên nhá mọi người nhá. Đây em sẽ lên cho các chị một mã tri ân lên cọc đi. Còn từ đây à? Đây tri ân cái mã này cho các chị nhá. Mã này các chị lên cho em lên này là B3 này. Áo len ngọc nhá. Áo này em bán tặng các chị áo này luôn, 39.000. B3 và kèm số cho em 40 cân đến 60 cân tay đính ngọc. Mã số cho em là B3 nhá, 39.000 đồng. Chị nào lấy B3 để các chị cho B3 cho em này, tay đính ngọc như thế này nhá. 40 cân đến 60 cân đổ về ạ. Mã B3, 39.000. Ai lấy B3 thì mình cho B3 dùm em nhá, 39.000 đồng thôi. Sắp đẹp lắm luôn ấy. 40 cân đến 60 cân, 39.000 một cái áo len đính ngọc. Tay đính ngọc luôn cho em nhá, cổ đính ngọc, nói chung áo này đính ngọc toàn tập. Người ta đính chứ người ta đính lô, người ta đính chắc chắn vào chứ không ạ. Người ta đính, người ta dán luôn nha các chị ơi. Cái này người ta đính luôn đấy, đính luôn vào cho các chị rồi nhá, 39.000 cho em. Mềm đẹp cực kỳ, 40 cân đến 60 cân cho em nhá, có 39.000 thôi. Trong ghi giá vẫn là 59.000 đấy. Bán tặng các chị 39.000 cho em nhá, mã B3. Chị nào lấy B3 thì mình cứ chốt là B3 và kèm số cho em 59.000, à quên 39.000 một áo. 40 cân đến 60 cân đổ về cho em nhá. Lên màu nào cũng tây, màu nào cũng xinh, mà mặc kéo này rồi mình khoác áo khoác bên ngoài cũng đẹp. Nói chung là mặc cái gì nó cũng đẹp luôn đấy các chị ơi. Đấy, mã B3 và kèm số cho em nhá, 39.000 đồng. Chất mềm và chất đẹp không thể chê vào đâu được. Màu bò cho em nhá, cái màu bò là cái màu dễ mặc nhất, cái màu mà các chị cũng hay mua nhiều nhất luôn ấy. Em bán tặng các chị luôn 39.000 này, không cần suy nghĩ đâu các chị nhá. Chất đẹp form đẹp, nhìn cái tay áo cho em xem, form tay lỡ đấy chứ, mặc nó rất là xinh, kiểu mặc thay áo phông ấy. Nhiều chị đang săn lùng những cái mã này như này này. 39.000 cho em mã B3 nhá, từng cái cúc ngọc cho em các chị đâu. Đính ngọc viền này, đính ngọc cổ này, đính ngọc bên sườn này, chất len rất là mềm nhá, 40 cân đến 60 cân rem mã B3. Đây áo này, áo này là mẫu mới nhất của Adidas luôn các chị, mẫu mới nhất của Adidas nhưng mà nó thiết kế giống như là áo mặc đôi ấy. B4 cho em nhá, áo này phê chưa, đều gió hai lớp hết, 109.000 mã B4. Chị nào lấy B4 thì các chị cho B4 cho em nhá, 109. Cứ lên mã đây là B4 và kèm số cho em 109.000. 40 cân đến 62 cân ạ. Quần sau em mã này là A41, quần baggy umi. B4 cho em nhá, 109. 40 cân đến 62 cân, em thấy cái màu này lạ nhờ. Cái màu này cả nam và cả nữ đều mặc được cho em nhá. Từ 40 cân đến 62 cân, chất gió kaki siêu mềm, siêu đẹp và siêu ấm luôn đó chị này. Sờ vào nó mướt cực kỳ luôn, mà cái màu đỏ nữa. Nói chung là cái màu này rất là đẹp, rất là tôn da luôn. Vừa rẻ vừa đẹp, có 109.000 một áo này thôi. Mã số cho em là B4 nha. Chị nào thích B4 thì các chị cứ chốt cho em mã này là B4 cho em. 109.000, chất mềm. Mềm ơi là mềm luôn, mặc không giống như là mình đang mặc áo khoác, rất là nhẹ luôn nhá. Mã số cho em là B4 nhá, 109.000. Chị nào lấy B4 thì lên đúng mã cho em là B4 và kèm số cho em nhá. Em nghỉ nhá mọi người. Hẹn các chị vào tối nay nhá. Tí nữa sẽ có một bạn lên like hàng lẻ cho các chị nhá, like hàng lôm côm ấy, hàng lôm côm ở hàng sale cho các chị yêu của em nhá. Bye bye các chị yêu ấy. Chị nào mà có đơn thì tối nay vào các chị chọn thêm, hoặc không thì mình đi đơn luôn cũng được, hoặc không thì các chị tối nay vào chọn thêm để bên em đi đơn nhá. Cảm ơn các chị đã xem livestream của em.